Qua bài học hôm nay thì mấy em phải đạt được những mục tiêu như sau. Thứ nhất là trình bày được ba vấn đề chính cần phải kiểm soát trong bệnh đái tháo đường. Ba vấn đề chính cần phải kiểm soát trong bệnh đái tháo đường đó là kiểm soát đường huyết, kiểm soát huyết áp và kiểm soát rối loạn lipid máu. Thứ hai là xác định được mục tiêu điều trị của đái tháo đường tiếp 1 và đái tháo đường tiếp 2. Thứ ba là vận dụng được các bước điều trị đái tháo đường theo các hướng dẫn của ADA 2017, cập nhật ADA 2019 và của Bộ Y tế 2017. Mình đọc cái mục tiêu này mình thấy cũng hơi hoang mang, thấy cũng hơi lo ha. Tại sao mà vận dụng nhiều cái hướng dẫn vậy? Thì thực ra đó, những cái hướng dẫn này nó tương tự nhau. Thí dụ như cái hướng dẫn của ADA 2017 thì mấy em thấy cái hướng dẫn đơn giản, nó dễ hiểu. Rồi tới cái phần của ADA 2019 nè, thì có một số cái thử nghiệm lâm sàng, kết quả từ một cái thử nghiệm lâm sàng nó đưa ra, thì cái hướng dẫn này nó sẽ chi tiết hơn ha. Thì để có thể hiểu được cái hướng dẫn của ADA 2019 thì mấy em phải hiểu cái phần cơ bản trước qua cái phần hướng dẫn của ADA 2017. Rồi cái hướng dẫn của Bộ Y tế, cái hướng dẫn của Bộ Y tế thì khi mà mấy em đã hiểu cái hướng dẫn của ADA 2019 đó, thì mấy em đọc cái hướng dẫn của Bộ Y tế rất là dễ hiểu ha. Thì cho nên những cái hướng dẫn này nó có liên quan với nhau. Và cái mục tiêu thứ tư là chúng ta có thể phân tích lựa chọn thuốc điều trị đái tháo đường theo hướng cá thể hóa, tức là cụ thể trên từng bệnh nhân, dựa trên những cái yếu tố của bệnh nhân để mình lựa chọn thuốc điều trị đái tháo đường cho nó phù hợp. Bệnh đái tháo đường là một bệnh rối loạn về chuyển hóa, và để chẩn đoán đái tháo đường thì chúng ta làm các xét nghiệm máu. Để chẩn đoán đái tháo đường có bốn cái xét nghiệm, mình có thể sử dụng một trong bốn cái xét nghiệm này để chẩn đoán đái tháo đường. Xét nghiệm thứ nhất là xét nghiệm đường huyết tương lúc đói, tức là mình lấy máu xét nghiệm vào thời điểm cách bữa ăn cuối ít nhất 8 giờ. Thì đường huyết tương lúc đói đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường khi đường huyết từ 126 mg trên đề/dL trở lên. Xét nghiệm thứ hai là xét nghiệm đường huyết tương bất kỳ, tức là mình cái xét nghiệm này đó không có làm thường quy, mà chỉ khi nào bệnh nhân vô bệnh viện, bệnh nhân có cái triệu chứng tăng đường huyết điển hình như là ăn nhiều, uống nhiều, tiểu nhiều, gầy nhiều, hoặc là bệnh nhân có cái tình trạng nhiễm toan cetone, thì khi đó đó mình cho làm xét nghiệm bất kỳ vào thời điểm nào trong ngày. Nếu đường huyết từ 200 mg trên đề/dL trở lên thì đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường. Xét nghiệm thứ ba là nghiệm pháp dung nạp gluco. Thì cái nghiệm pháp dung nạp gluco này đó mình cũng thực hiện theo hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới ha. Tức là cách bữa ăn cuối trước 8 giờ mình sẽ cho bệnh nhân uống một cái dung dịch là 250 ml nước, pha 75 g gluco, bệnh nhân uống trong vòng 5 phút, rồi 2 giờ sau rút máu làm xét nghiệm. Nếu mà đường huyết từ 200 mg trên đề/dL trở lên thì nó đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường. Xét nghiệm HbA1c, cái xét nghiệm HbA1c này đó trước đây đó để theo dõi điều trị thôi chứ không có dùng để chẩn đoán đái tháo đường. Thì tới năm 2010 á, ADA đề nghị là sử dụng cái xét nghiệm này dùng để chẩn đoán đái tháo đường, và cái đề nghị này cũng được sự đồng thuận của tổ chức y tế thế giới. Và để cho những cái xét nghiệm này á, nếu mà tại vì những cái xét nghiệm này á, có thể thực hiện bằng những cái phương pháp khác nhau, và những cái phương pháp khác nhau đó, nó sẽ cho ra cái kết quả khác nhau. Thì để nếu mà để một mẫu máu của bệnh nhân á, đưa tới những cái phòng xét nghiệm khác nhau nó phải cho ra kết quả giống nhau thì mình mới sử dụng để chẩn đoán đái tháo đường. Cho nên theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới, nếu mà mình sử dụng cái xét nghiệm HbA1c dùng để chẩn đoán đái tháo đường thì cái xét nghiệm này phải được chuẩn hóa theo cái tiêu chuẩn quy định ha, là tiêu chuẩn NGSB, là chương trình chuẩn hóa hemoglobin quốc gia. HbA1c đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường khi từ 6,5% trở lên. Trong bốn cái xét nghiệm này
trừ cái xét nghiệm thứ hai thôi, trừ cái xét nghiệm thứ hai là đường huyết có tăng quá rõ rồi, còn ba cái xét nghiệm còn lại, nếu mà bệnh nhân không có cái triệu chứng gì của tăng đường đường huyết hết, bệnh nhân chỉ tình cờ làm xét nghiệm mà đường huyết nó vừa đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường, thì khi đó đó mình phải làm lại cái xét nghiệm đó một lần nữa, ít nhất là sau 24 giờ. Cô thí dụ ha, ví dụ như là mình đi khám sức khỏe định kỳ, cứ mỗi 6 tháng mình đi khám sức khỏe một lần và làm cái không có cái triệu chứng gì của tăng đường huyết hết, mình làm cái xét nghiệm đường huyết tương lúc đói đường huyết là 128 mg trên decilit, nó vừa đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường thôi, bệnh nhân không có triệu chứng gì của tăng đường huyết hết, thì mình phải lặp lại cái xét nghiệm này một lần nữa vào những ngày khác và ít nhất là sau 24 giờ. Nếu mà vẫn đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường nữa thì khi đó mình mới mới được chẩn đoán là bệnh nhân đái tháo đường. Rồi một cái tình huống nữa ha, nếu mà bệnh nhân vô bệnh viện, bệnh nhân làm hai cái xét nghiệm một một lúc, cô thí dụ như xét nghiệm đường huyết tương lúc đói và cái xét nghiệm HbA1c, trong đó có một cái xét nghiệm thì đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường, một cái xét nghiệm thì dưới chuẩn chẩn đoán đái tháo đường. Giờ cô thí dụ cái xét nghiệm HbA1c này đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường, tức là cái xét bệnh nhân làm cái xét nghiệm HbA1c này có là 6,6% đi, và đường huyết tương lúc đói thì là 125 mg trên decilit. À, vậy thì cái đường huyết tương lúc đói này chưa đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường nè, còn cái HbA1c đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường nè, thì trong trường hợp đó, đó trong cái tình huống đó, đó mình sẽ lặp lại cái xét nghiệm nào mà đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường, tức là mình sẽ lặp lại cái xét nghiệm HbA1c nè, hoặc là ngược lại xét nghiệm HbA1c là 6,3% đi, đường huyết tương lúc đói là 128 mg trên decilit ha, thì cái xét nghiệm mà đường huyết tương lúc đói là đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường, còn xét nghiệm HbA1c là dưới chuẩn chẩn đoán đái tháo đường, thì cái xét nghiệm lặp lại á, là cái xét nghiệm đường huyết tương lúc đói. Còn một cái tình huống nữa là mình làm hai cái xét nghiệm và cả hai xét nghiệm đó cùng đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường hết, ví dụ như đường huyết tương lúc đói cũng đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường, HbA1c cũng đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường, khi đó mình chẩn đoán bệnh nhân đái tháo đường ngay, không cần lặp lại cái xét nghiệm nào nữa hết. Cái giai đoạn tiền đái tháo đường, tức là ở cái giai đoạn này á, là đã bắt đầu rối loạn chuyển hóa đường rồi, đã bắt đầu có rối loạn chuyển hóa rồi, và những cái biến chứng ở trên mạch máu nó đã xuất hiện ở cái giai đoạn này rồi, thì có ba cái xét nghiệm để đánh giá cái giai đoạn tiền đái tháo đường. Thứ nhất là đường huyết sau ăn này á, mình sẽ đánh giá dựa vô cái nghiệm pháp dung nạp gluco. À, thì mấy em nhớ cái nghiệm pháp dung nạp gluco á, đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường á, là khi đường huyết từ 200 mg trên decilit trở lên, phải không? Vậy thì gọi là rối loạn dung nạp gluco hay là rối loạn đường huyết sau ăn khi đường huyết nó nằm trong khoảng từ 140 cho tới nhỏ hơn 200 mg trên decilit. Có nghĩa là đường huyết sau ăn bình thường á, cái nghiệm pháp dung nạp gluco bình thường á thì nó phải nhỏ hơn, đường huyết phải nhỏ hơn 140 mg trên decilit. Hoặc là mình chẩn đoán tiền đái tháo đường dựa vô đường huyết lúc đói. Đường huyết lúc đói đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường khi đường huyết từ 126 mg trên decilit trở lên. Gọi là rối loạn đường huyết lúc đói khi đường huyết nằm trong khoảng từ 110 cho tới nhỏ hơn 126 mg trên decilit. Có nghĩa là đường huyết lúc đói bình thường nó phải nhỏ hơn 110 mg trên decilit. Xét nghiệm HbA1c. HbA1c là từ 6,5% trở lên thì đạt chuẩn chẩn đoán đái tháo đường. Vậy thì cái xét nghiệm HbA1c ở cái giai đoạn tiền đái tháo đường là nó nằm ở trong khoảng từ 5,7% cho tới nhỏ hơn 6,5 cho tới nhỏ hơn 6,5%. Và để có thể chẩn đoán sớm bệnh nhân đái tháo đường
để mình điều trị sớm cho bệnh nhân á, thì Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo là đối với những đối tượng mà có nguy cơ cao mắc bệnh đái tháo đường á, nếu mà những đối tượng này á bị rối loạn đường huyết lúc đó thì mình có thể làm thêm cái nghiệm pháp dung nạp glucose để có thể chẩn đoán sớm bệnh nhân đái tháo đường. Tại vì cái nghiệm pháp dung nạp glucose nè nó có thể phát hiện đái tháo đường sớm hơn, nhưng mà cái nghiệm pháp dung nạp glucose này nó phức tạp, nó khó làm hơn là xét nghiệm đường huyết lúc đói, cho nên thường nếu mình chẩn đoán thì mình hay làm đường huyết lúc đói. Còn cái nghiệm pháp dung nạp glucose đó thì nhiều khi mình lặp lại nhiều lần nó cũng bị sai nữa, cho nên cái trong trường hợp mà bệnh nhân bị rối loạn đường huyết lúc đói mà ở những cái đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh đái tháo đường đó, thì mình có thể làm thêm cái nghiệm pháp dung nạp glucose để có thể chẩn đoán sớm bệnh nhân đái tháo đường. Thì những cái bệnh nhân có nguy cơ cao mắc bệnh đái tháo đường là những người ít hoạt động thể lực, những người thừa cân, những người có bố mẹ anh chị em ruột mắc bệnh đái tháo đường, những người thuộc chủng tộc sắc tộc có nguy cơ cao mắc bệnh đái tháo đường. Phụ nữ sinh con nặng ký ha, và những người mà được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ, những bệnh nhân tăng huyết áp, những bệnh nhân rối loạn lipid máu, những người phụ nữ hội chứng buồng trứng đa nang, hoặc là những người có cái trứng gai đen ha. Mấy em nhìn thấy cái này hay xảy ra ở cái người mập á, mấy em thấy nhìn mấy cái gấn cổ nó sậm lên mà nó mượt mượt như nhung vậy đó ha. Nó thường gặp ở cái người người mập đó. Đây là cái trứng gai đen và đây là cái dấu hiệu đề kháng insulin. Cái phân loại đái tháo đường theo Tổ chức Y tế Thế giới ha, có đái tháo đường tiếp 1, đái tháo đường tiếp 2, đái tháo đường thai kỳ và những tiếp đái tháo đường khác. Ở trong bài này đó, cô chỉ phân tích kỹ tới cái đái tháo đường tiếp 1 và đái tháo đường tiếp 2 thôi. Trong này là hướng dẫn điều trị của đái tháo đường tiếp 1 và đái tháo đường tiếp 2 thôi. Đái tháo đường tiếp 1 là tình trạng tế bào beta bị hủy, cho nên bệnh nhân thiếu insulin tuyệt đối. Thì trong điều trị đái tháo đường tiếp 1 đó, để kiểm soát đường huyết á, thì người ta chỉ sử dụng insulin thôi. Còn đái tháo đường tiếp 2 á, thì cái cơ chế sinh bệnh nó rất là phức tạp. Những cái cơ chế này á, nó chồng chéo lên nhau. Bệnh nhân bị đề kháng insulin nè, cái tình trạng tổn thương bài tiết insulin, tức là tiết insulin không đủ. Bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 có tình trạng tăng tiết glucagon. Ở những người đái tháo đường tiếp 2 á, có tình trạng tăng tái hấp thu đường ở ống thận. Cái ngưỡng đường đối với thận ở người bình thường á, là khoảng 180 mg trên đề xi lít. Còn cái ngưỡng đường đối với thận ở người bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 á, nó có thể tăng lên tới 240 mg trên đề xi lít. Có nghĩa là ở cái mức đường huyết 240 mg trên đề xi lít. Có thể là mình cũng vẫn chưa thấy đường ở trong nước tiểu ở những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 do cái khả năng tăng tái hấp thu đường ở ống thận. Và một cái cơ chế nữa là ở những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đó có cái tình trạng giảm có hormone incretin. Cái hormone incretin này á là những cái hormone mà nó sản xuất ra ở ruột và nó có tác dụng kích thích tiết insulin á. Cho nên đối với đái tháo đường tiếp 2 á, để điều trị đái tháo đường để kiểm soát đường huyết thì mình sẽ sử dụng nhiều nhóm thuốc phối hợp với nhau. Bệnh đái tháo đường là một bệnh rối loạn về chuyển hóa, cho nên trong điều trị thì sẽ có sự phối hợp để cho điều trị hiệu quả đó, thì phải có sự phối hợp giữa bốn cái biện pháp này. Thứ nhất là giáo dục về đái tháo đường, tất cả những cái bệnh nhân bị đái tháo đường sẽ được giáo dục để hiểu về bệnh đái tháo đường. Bệnh đái tháo đường này một khi mà đã mắc bệnh đái tháo đường không thể nào mà điều trị khỏi hẳn được hết, mình chỉ mình có những cái chế độ điều trị đó để kiểm soát đường huyết thôi, chứ không có kiểm soát đường huyết để nó không có ngăn ngừa những cái biến chứng của đái tháo đường thôi, chứ không thể nào điều trị khỏi hẳn như những cái bệnh khác.
cho nên cái bệnh nhân đó phải sống chung với bệnh thôi, và phải hiểu cái bệnh nhân phải hiểu được bệnh đái tháo đường để phối hợp với thầy thuốc để tuân thủ điều trị ha, để điều trị cho hiệu quả hơn. Cái thứ hai là cái hoạt động thể lực. Cái hoạt động thể lực này đó nó giúp để kiểm soát đường huyết, nó làm mà giảm cân, nó làm tăng sự nhạy cảm của insulin. Đặc biệt là cái việc tập thể dục này á, đối với đái tháo đường tiếp 2 á, thì nó góp phần kiểm soát đường huyết rất là lớn. Cái liệu pháp dinh dưỡng, bệnh đái tháo đường là một bệnh rối loạn về chuyển hóa, cho nên cái liệu pháp dinh dưỡng á, không thể nào, cái chế độ ăn á, không thể nào tách khỏi ra cái điều trị được. Và cái lĩnh vực thứ tư á, là điều trị thuốc. Cái điều trị thuốc này đó, đối với đái tháo đường tiếp 2 á, có những trường hợp bệnh nhân chỉ cần là thay đổi lối sống, vận động thể lực, giảm cân thì cũng có thể kiểm soát được đường huyết. Nếu mà mới mắc bệnh đái tháo đường và ở mức đường huyết nó không có tăng quá cao thì có thể đối với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 có thể chưa sử dụng thuốc được. Còn đối với đái tháo đường tiếp 1 thì không không bao giờ thiếu được cái bước sử dụng thuốc này ha. Đái tháo đường tiếp 1 là tình trạng thiếu insulin tuyệt đối, cho nên đối với đái tháo đường tiếp 1 thì cái việc điều trị thuốc, việc điều trị insulin là bắt buộc. Điều trị đái tháo đường tiếp 1, cái mục tiêu điều trị của đái tháo đường tiếp 1 á, là duy trì được nồng độ đường huyết càng gần với giá trị bình thường càng tốt ha. Và em nhớ là điều trị đái tháo đường tiếp 1 á, là chỉ sử dụng insulin thôi, và insulin đó là cái thuốc mà nó gây hạ đường huyết, cái tác dụng phụ gây hạ đường huyết rất là lớn nha. Cho nên và cái tình trạng hạ đường huyết đó, nó cũng nguy hiểm, không có kém gì với cái tình trạng tăng đường huyết hết. Cho nên đối với đái tháo đường tiếp 1 á, duy trì được nồng độ đường huyết càng gần với giá trị bình thường càng tốt, nhưng mà phải tránh để hạ đường huyết xảy ra. Và muốn vậy á, thì cái điều trị này mình phải cái mục tiêu kiểm soát đường huyết của bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 á, cái mục tiêu HbA1c phải cá thể hóa, tức là cụ thể trên từng cá nhân mình sẽ chọn ra cái mục tiêu HbA1c phù hợp cho bệnh nhân. Cái hạ đường huyết à, đối với cái người mà người già đó, người lớn tuổi đó, cái hạ đường huyết nó rất là nguy hiểm. Mà em nhớ là khi mà bị hạ đường huyết á, cái nhịp tim nhanh, đánh trống ngực, hồi hộp, vã mồ hôi, phải không? Cái triệu chứng đó là gì? Là do kích thích hệ thống giao cảm đó. Mà ở cái người già đó thì hay có bệnh lý tim mạch, hay có bệnh mạch vành đó. Cho nên khi mà cái nhịp tim nó đập nhanh lên đó, thì nó ở những người nào mà có bệnh mạch vành nó dễ bị nhồi máu cơ tim đó, ha, dễ bị nhồi máu cơ tim, dễ bị thiếu máu cục bộ cơ tim nặng hơn đó. Cho nên cái hạ đường huyết ở người già rất là nguy hiểm. Còn ở trẻ em thì sao? Ở trẻ em đó, đái tháo đường tiếp 1 đó là đái tháo đường thường xảy ra ở người trẻ ha. Thì cái ở trẻ em đó, nếu mà bị để mình điều trị mà để bị hạ đường huyết thường xuyên đó, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái sự phát triển não của trẻ em, và nó ảnh hưởng tới cái sự phát triển về thể chất của đứa trẻ nữa. Cho nên đối với đái tháo đường tiếp 1 mà cái mục tiêu điều trị á, thì người ta đưa vô điều trị như thế nào phải tránh hạ đường huyết ha. Cái mục thì đó là cái mục tiêu HbA1c phải được cá thể hóa. Đối với trẻ em điều trị đái tháo đường á, thì em nhớ là mình không thể nào mình cho một cái liều insulin rồi bắt cái đứa trẻ này nó phải kiêng cữ để theo cái chế độ insulin mà mình cho, mà phải để cho nó ăn uống bình thường theo cái nhu cầu phát triển của nó. Rồi cái liều insulin mình sẽ điều chỉnh theo cái nhu cầu ăn uống để nó lớn lên một cách bình thường. Nói về chế độ ăn thì về nguyên tắc á, là đối với bệnh nhân đái tháo đường á, thì các bữa ăn nên chia nhỏ trong ngày, chứ mình không nên tập trung ăn một cái bữa ăn lớn ha. Khi mình ăn một bữa ăn nhiều đó thì cái đường huyết nó sẽ tăng vọt lên, và cái thành phần
Trong mỗi bữa ăn cũng phải cân đối giữa ba cái thành phần chính. Thì cái thành phần cái nhu cầu năng lượng cung cấp từ nguồn carbohydrate, từ chất xơ đó chiếm khoảng 50%. Cái nguồn năng lượng cung cấp từ protein nó chiếm khoảng 20%. Còn cái nhu cầu năng lượng cung cấp từ cái nguồn lipid, từ nguồn chất béo đó thì chiếm khoảng 30%. Nhớ mà hạn chế sử dụng cái những cái loại mỡ bão hòa hay là gọi là mỡ trăng á. Và cái nhu cầu năng lượng này á, nó sẽ phụ thuộc vào hoạt động thể lực của từng cá thể. Ở trong cái bài này đó thì cái phần mà nói về chế độ ăn ở đây á, thì cô vẫn trên cái nguyên tắc là cái này là những cái nguyên tắc thôi chứ không không phải là chi tiết để có thể mà thiết kế một cái bữa ăn cho thiệt phù hợp với bệnh nhân đái tháo đường á. Nó khó lắm chứ không phải dễ. Thường thì những cái chuyên gia về dinh dưỡng á, người ta mới làm tốt cái vấn đề này ha. Chứ trong bài này thì cô những cái phần trình bày đây á, thì cô nghĩ là nó cũng là cái phần lý thuyết thôi, chứ cái chưa chứ khi mà mấy em thiết kế một cái bữa ăn cho bệnh nhân đái tháo đường á, cho nó phù hợp đó, nó còn phụ thuộc vô cái thói quen ăn uống của cái người đó, phụ thuộc vô hoạt động, phụ thuộc vô cái thói quen ăn uống của người đó, rồi thức ăn của vùng miền nữa ha. Cho nên để làm tốt cái phần này thì chỉ có những chuyên gia về dinh dưỡng thôi. Nói về cái nhu cầu năng lượng của mỗi người đó thì chia ra làm ba nhóm. Cái nhóm mà người có cái mức lao động tỉnh tại này mình áp dụng cho người già, còn cái mức lao động nặng mình áp dụng cho những người mà có công việc làm việc bằng chân tay đó, hoặc là vận động viên ha. Còn lại những cái đối tượng còn lại là cái nhóm có mức lao động vừa, thì mình sẽ đây là những cái mức cơ bản ha cô. Thí dụ như ở cái người mà có cái mức lao động vừa đi, mà ở người nữ ví dụ như cái người này 50 kg thì cái nhu cầu năng lượng tính trên kg cân nặng ngày là 30 kilo calo cho 1 kg cho một ngày ha. Thì đây là người này 50 kg thì có lẽ là cái nhu cầu năng lượng của người này là 1.500 kilo calo cho ngày ha. Và cái đây là cái mức cơ bản. Nếu mà cái người này là thuộc loại cái người gầy đó, mình tính theo BMI á, cái người này thuộc loại người gầy á, thì mình sẽ cộng thêm 300 tới 500 kilo calo cho ngày. Còn nếu mà cái người này thuộc loại béo phì thì từ cái mức cơ bản này mình sẽ giảm bớt cái số kilo calo trong ngày ha. Thì để áp dụng cái này đó thì mấy em sẽ có những cái tài liệu dinh dưỡng, mỗi một loại thức ăn đó, thành phần nó thuộc cái nhóm thức ăn gì đó, bao nhiêu đó thì nó cung cấp bao nhiêu kilo calo đó, thì mấy em sẽ thiết kế bữa ăn cho bệnh nhân. Nói về cái vận động thể lực, cái việc tập thể dục đối với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1, thì mấy em nhớ ha, trong đái tháo đường tiếp 1 đó, để kiểm soát được đường huyết đó, thì cái chính là insulin, chứ không thể nào mà tập thể dục mà có thể kiểm soát được đường huyết, có thể thay được thuốc ha. Đối với cái việc tập thể dục đối với đái tháo đường tiếp 1 đó, thì nó có tác dụng tích cực, nó có tác dụng tốt, cũng giống như là bao nhiêu người khác bình thường khác thôi, chứ không thể nào mà vận động thể lực mà có thể tập thể dục mà có thể thay được insulin. Thì đây là những cái tác dụng có lợi khi tập thể dục nè. Nó có thể làm giảm các cholesterol xấu và làm tăng cái HDL là cholesterol. Nó có thể cải thiện được hoạt động tim mạch, hoạt động thể lực phù hợp. Nó có thể giảm được huyết áp. Theo gen C8 thì nếu mình vận động phù hợp nó có thể giảm được 4 tới 9 mm thủy ngân. Tập thể dục làm cho tinh thần sảng khoái. Và đối với đái tháo đường tiếp 1 nó góp một phần nhỏ để kiểm soát đường huyết thôi. Nhưng em nhớ trong đái tháo đường tiếp 1 không thể nào mà cái việc vận động thể lực này nó có thể thay được insulin. Điều trị
insulin, những cái liệu pháp insulin áp dụng đối với đái tháo đường tiếp 1. Thì cái nhu cầu insulin á, đối với từng bệnh nhân á, thì nó thay đổi, và đa số á, thì bệnh nhân cần insulin trong khoảng 0,5 cho tới 1 đơn vị trong ký trong ngày. Và cái nhu cầu insulin đối với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 á, thì nó thay đổi không có nhiều. Nhưng mà đối với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 đó, thì cái nhu cầu insulin đó, nó thay đổi theo từng người rất là lớn. Tại vì đối với đái tháo đường tiếp 2 á, có cái tình trạng kháng insulin đó, bị đề kháng insulin đó, thì những cái bệnh nhân bị đề kháng insulin đó, thì cái nhu cầu sử dụng insulin rất là lớn ha. Và cái cách sử dụng insulin đó, thì thường là mình sẽ dựa vô cái khoản nhu cầu đó, và mình điều trị mà phải cái liều nó thấp hơn cái khoản nhu cầu này, bắt đầu từ cái liều thấp rồi mình sẽ mình cho một cái bắt đầu từ cái liều thấp, rồi sau đó mình sẽ theo dõi đường huyết để mình điều chỉnh cái liều này tăng hoặc là giảm. Và cái nguyên tắc dò liều á, thì mấy em nhớ ha, mình cho một cái liều insulin đó rồi mình theo dõi đường huyết. Nếu mà đường huyết chưa đạt được mục tiêu thì phải 2 3 ngày sau mình mới được thay đổi liều, chứ không có được thay đổi liều liều liền ha. Và mỗi một lần thay đổi liều đó không có quá 5 đơn vị, chỉ những cái trường hợp nào mà khẩn cấp á, chỉ những cái trường hợp nào mà khẩn cấp đường huyết nó tăng quá mức hoặc là nó hạ quá mức á, thì mình mới mới cần điều chỉnh lại liều ngay. Tôi thí dụ vậy. À, thí dụ như một bệnh nhân có đường huyết lúc đó là 180 mg trên đề/dL, và mình đặt ra cái mục tiêu cho bệnh nhân này á, là HbA1c á, là phải nhỏ hơn 7%. Đường huyết lúc đó là trong khoảng 80 cho tới 130 mg trên đề/dL ha. Rồi mình tình bệnh nhân này mình cho 10 đơn vị insulin lạc sim, mình cho 10 đơn vị. Sau đó mình mới theo dõi đường huyết, mình làm xét nghiệm đường huyết thì thấy đường huyết á, nó có một số trường hợp á, nó chẳng những nó không giảm mà nó còn tăng lên hơn nữa, như là tăng lên tới 200 mg trên đề/dL ha. Hoặc là nó có giảm mà nó giảm ít thôi, nó giảm còn 160 mg trên đề/dL. Thì mấy em nhìn thấy nè, đường huyết ở trong khoảng này vẫn chưa đạt được mục tiêu điều trị nè ha, thì mình cũng chưa được thay đổi liều, phải 2 3 ngày sau mới 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 thay đổi liều. Thường thì tuần người ta thay đổi liều 2 lần đó, và nhớ mỗi một lần thay đổi liều đó không có quá 5 đơn vị cho mỗi một lần thay đổi liều. Rồi nếu mà mình làm xét nghiệm đường huyết ha, nếu làm xét nghiệm đường huyết trong những cái khoảng người ta gọi là nguy hiểm nè, nếu mà đường huyết nó nhỏ hơn 70 mg trên đề/dL, cái này là tình trạng bệnh nhân bị hạ đường huyết nè, thì lúc này mình mới điều chỉnh liều ngay. Hoặc là đường huyết nó tăng tới hơn 200 mg trên đề/dL, ở mức đường huyết cao quá vậy là nó có nguy cơ nhiễm toan xeton, thì khi đó mình mới mới điều chỉnh liều liền. Còn trong mọi tình huống, nếu mà đường huyết nó chưa có đạt được mục tiêu điều trị thì mình vẫn chưa có điều chỉnh liều liền, phải 2 3 ngày sau mới điều chỉnh liều một lần. Chú ý ha, mình sử nên đối với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 đó, mình sử dụng insulin để điều trị, cho nên cái nguy cơ hạ đường huyết nó rất là lớn. Và để hạn chế cái nguy cơ hạ đường huyết đó, thì người ta khuyên mình nên sử dụng cái insulin analog. Không biết mấy em còn nhớ cái này hồi học phần dược lý mình học trước không à? Cái insulin analog đó thì cái nguy cơ hạ đường huyết nó thấp hơn là insulin của người ha. Và để và là những cái bệnh nhân mà đái tháo đường á, nếu mà ở những bệnh nhân còn trẻ, bệnh nhân hiểu biết á, thì mình nên giáo dục bệnh nhân cái cách điều chỉnh cái liều insulin. Tại vì á, khi mà điều trị sử dụng insulin á, mình phải cố định cái bữa ăn, phải cố định bữa ăn. Nhưng mà thường á, thì cái mà cố định bữa ăn á, nó khó lắm. Tôi thí dụ như mỗi ngày mình ăn ba bữa ăn, nhưng mà có nhiều khi mình có giao tiếp, có tiệc tùng, mình ăn thêm, ăn sinh nhật, mình ăn tiệc tùng gì đó, mình ăn thêm một cái nhiều thơ, có thêm một bữa ăn nữa, hoặc là ăn nhiều hơn nữa. Thì nếu mà được ha, nếu được thì những cái bệnh nhân mà còn trẻ
mà hiểu biết á, nếu được thì sẽ được bác sĩ giáo dục cái cách điều chỉnh cái liều insulin, tức là thường ngày mình ăn nhiêu đó, bây giờ mình ăn thêm bao nhiêu thức ăn, và để tiêu thụ hết bao nhiêu cái lượng thức ăn mình ăn nhiều hơn đó, thì mình phải sử dụng cái loại insulin gì để có thể kiểm soát được, để có thể tiêu thụ hết bao nhiêu cái lượng thức ăn đó ha. Cho nên cái này nếu được thôi ha, chứ không phải là bắt buộc. Đưa insulin vô điều trị là phải, cái này là điều trị thay thế phải không? Cái insulin điều trị cho đái tháo đường tiếp 1 là điều trị thay thế, mình đưa vô thì nó phải giống với insulin sinh lý ở trong cơ thể. Thì cái insulin sinh lý ở trong cơ thể á, có nghĩa là mấy em nhớ là ở khi mà mình lúc đói đó, mình lúc đói đó, thì ở trong máu nó cũng có một nồng độ đường huyết, gọi là đường huyết lúc đói, chứ không phải lúc đói không có đường ha. Cho nên và để kiểm soát đường huyết lúc đói thì cũng phải có một cái loại insulin để kiểm soát đường huyết lúc đói. Nếu mà thiếu insulin đó đó thì đường huyết lúc đói nó sẽ bị tăng lên. Thì đây là cái insulin này gọi là insulin nền ha, insulin nền để kiểm soát đường huyết lúc đói. Rồi mình ăn 3 bữa ăn thì sẽ có ba cái đỉnh đường huyết, ba cái đỉnh đường huyết nó tăng lên. Thì phải có cái loại insulin có đỉnh để kiểm soát đường huyết sau ăn. Những cái loại insulin này mình gọi là insulin bữa ăn. Cái insulin bữa ăn này là insulin nó có đỉnh, là insulin này để kiểm soát đường huyết sau ăn ha. Cái insulin nền này để kiểm soát đường huyết lúc đói. Cái insulin bữa ăn nè, cái insulin cho nhu cầu bữa ăn nè, để kiểm soát đường huyết sau ăn. Hồi nãy á, cô nói là để hạn chế cái nguy cơ hạ đường huyết á, thì mình nên sử dụng cái insulin analog. Thì đây cô nhắc lại cái insulin analog thì nó như thế nào mà nó không có bị cái hạ đường huyết, nó cái nguy cơ hạ đường huyết nó thấp hơn ha. Cái insulin nền nè, cái insulin nền này nếu mà nó tốt á, là nó sẽ cái tác dụng của nó không có đỉnh, nó sẽ nằm ngang, nó không có đỉnh. Thì đây là những cái loại insulin analog đó, thì làm insulin nền thì nó sẽ tác dụng kéo dài và nó không có đỉnh. Còn những cái loại insulin người mà dùng làm insulin nền thì nó có đỉnh ha, nó có cái đỉnh, thì khi mà có đỉnh thì nó sẽ dễ bị hạ đường huyết ngay chỗ cái đỉnh. Còn cái loại insulin mà bữa ăn á, cho nhu cầu bữa ăn á, đối với cho để cho nó giống với cái insulin sinh lý, để nó giống, để có thể kiểm soát được cái đường huyết giống như là insulin sinh lý á, thì cái đỉnh nè, cái loại insulin này cái đỉnh nè nó phải trùng với cái đỉnh đường huyết, cái đường huyết của mình á, sau khi ăn á, thì 1 tới 2 giờ nó đạt đỉnh. Thì cái insulin của người á, mà tác dụng ngắn đó, ví dụ như là regular insulin là loại insulin người mà để kiểm soát đường huyết sau ăn á, thì 2 tới 4 giờ nó mới đạt đỉnh. Thì mấy em thử tới 4 giờ nó mới đạt đỉnh thì lúc này đường huyết mình nó đã đi xuống rồi ha, thì nó sẽ cái nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ tăng lên. Rồi thứ hai nữa là cái insulin bữa ăn nè nó tốt quá, thì thứ nhất là cái đỉnh nó phải trùng với đỉnh đường huyết, thứ hai nữa là tác dụng nó phải ngắn. Ví dụ như cái regular insulin đó thì thời gian tác dụng từ 6 tới 8 giờ. Nếu mà mấy em ăn bữa ăn 6 giờ, mình tiêm một buổi lúc 6 giờ, rồi tới 12 giờ mình ăn bữa ăn nữa, thì cái regular insulin đó tới 12 giờ là cái này là thời gian tác dụng kéo dài tới 8 giờ, thì nó phía sau nó còn tác dụng, nó sẽ hơn 12 giờ nó tác dụng tới 1 giờ 2 giờ nó còn tác dụng đây à, nó sẽ bị tích lũy liều ở ở phía sau nè ha. Thì cái insulin bữa ăn á nó tốt á, khi thứ nhất là cái đỉnh là nó phải trùng với đỉnh đường huyết và cái thời gian nó tác dụng hơi ngắn, thì cái đó cái đáp ứng được cái yêu cầu đó, thì là insulin analog tác dụng nhanh đó, đỉnh nó là 1 đến 2 giờ, thời gian tác dụng 3 tới 4 giờ, tới buổi sau là nó hết tác dụng rồi. À, đây là những cái insulin tác dụng nhanh, tác dụng ngắn nè.
đây là những cái loại insulin có đỉnh nè, dùng để kiểm soát đường huyết sau ăn nè. Regular insulin là insulin người nè, còn cái insulin tác dụng nhanh này là những cái insulin analog nè. Còn insulin tác dụng trung gian với lại tác dụng dài nè, cái insulin này là insulin nền nè. Thì cái insulin tác dụng trung gian nè là insulin ăn pH hoặc là lên insulin nè, cái này là loại insulin người nè. Còn cái loại insulin tác dụng dài nè là insulin analog nè. Còn cái loại insulin phối hợp là phối hợp nó hai thành phần là phần nó gồm có cái insulin tác dụng nhanh và tác dụng dài đó. Mình tiêm một mũi nó vừa có cái đỉnh vừa vừa có cái nền đó. Đây. Cái đây là tác dụng của insulin analog nè, đỉnh là nó trùng với đỉnh đường huyết, thời gian tác dụng ngắn tới bữa ăn sau nó hết rồi. Còn insulin của người nè, tác dụng ngắn là regular insulin nè, cái đỉnh này nó không trùng với đỉnh đường huyết à, thời gian tác dụng của nó dài nè, tới bữa ăn sau nó còn tác dụng nè. Hai cái insulin này làm insulin gì? Insulin bữa ăn ha, insulin bữa ăn để kiểm soát đường huyết sau ăn. Còn cái insulin này là insulin dùng làm insulin nền nè, insulin tác dụng trung bình nè. Cái này nè, mấy em thấy không, cái nó tác làm insulin nền nó tốt phải, nó không có đỉnh mới được. Cái này nó có đỉnh nè, sẽ bị hạ đường huyết ngay chỗ có đỉnh nè. Còn insulin tác dụng dài, cái này là insulin analog nè, mấy em thấy không, nó không có đỉnh, nó nằm ngang rồi thôi à. Còn cái này là cái loại insulin của người mà phối hợp loại nhanh với loại loại chậm đó, loại trung gian nè. Mấy em, cái regular insulin này loại insulin tác dụng ngắn nè, về cái nền là phối hợp với insulin NPH mà 70% là insulin NPH, 30% là regular insulin. Mấy em thấy ha, nó dễ bị hạ đường huyết, nó không tốt thì dễ bị hạ đường huyết nha. Cái này là tới 4 giờ mình tiêm, 6 giờ tới 4 giờ nó 4 giờ sau nó mới đạt đỉnh, là tới 10 giờ đạt đỉnh là ngay lúc này, là ngay lúc đói của mình rồi. Rồi cái nền nè, mấy em thấy không, cái nền tới 12 tới tới 2 giờ cái đó, cái thời gian đạt đỉnh của nó đó là khoảng 8 giờ sau đó. Thì mấy em thấy từ tiêm từ 6 giờ tới 2 giờ chiều là nó ấy, chỗ này nè, ngay cái chỗ này, ngay chỗ đói của mình đó nè, nó sẽ bị hạ đường huyết nè. Còn những cái insulin phối hợp mà analog phối hợp nè, mấy em nhìn thấy ha, cái màu đỏ đỏ này nè là cái insulin sinh lý đó. Insulin sinh lý thì nó tiết ra, nó gồm có hai đỉnh, đỉnh thứ nhất và đỉnh thứ hai nè. Thì mấy em thấy cái loại insulin analog phối hợp á, thì cái đỉnh này nó trùng với cái đỉnh đường huyết nè, và cái nền thì nó nằm ngang, là nó không có đỉnh nè. Thì cô muốn, đây là cô muốn giải thích đó, là tại sao nói cái insulin analog á, thì cái nguy cơ hạ đường huyết nó thấp hơn là cái insulin người ha. Nhưng mà insulin analog thì nó sẽ mắc hơn insulin người đó. Những cái phác đồ sử dụng insulin trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1. Cái phác đồ tiêm insulin 2 mũi. Đối với đái tháo đường tiếp 1 thì tiêm ít nhất là 2 mũi, chứ không có tiêm 1 mũi được ha. Tiêm 2 mũi, và cái loại insulin được sử dụng là loại insulin hỗn hợp, tức là hai cái loại phối hợp nhanh chậm á. Thì cái loại insulin hỗn hợp này á, mình có thể chia làm hai lần. Nếu mà ở người nào mà có cái thói quen mình ăn buổi ăn sáng nhiều hơn là buổi chiều đó, thì mình có thể tiêm 2/3 tổng liều cho trước bữa ăn sáng, còn 1/3 tổng liều là cho bữa ăn chiều tối. Còn nếu mà cái người nào mà có cái thói quen buổi sáng với buổi chiều ăn cũng nhiều như nhau đó, thì mình sẽ chia ra 1/2 cho trước bữa ăn sáng và 1/2 trước bữa ăn chiều. Và cái đối với đái tháo đường tiếp 1 đó, thì cái phác đồ tiêm 2 mũi insulin hỗn hợp đó, loại insulin hỗn hợp đó, cái phác đồ này ít được khuyến cáo. Tại vì cái phác đồ này á, thì nó kiểm soát đường huyết không chặt, nó không có mềm dẻo, nó không có sát với bữa ăn. Nhưng mà được cái là nó đơn giản dễ thực hiện, nó chỉ áp dụng đối với những người nào mà mục tiêu HbA1c á, nhất là mấy người già đó, cái mục tiêu HbA1c mà nó cao đó, thì mình có thể áp dụng được cái phác đồ 2 mũi này. Còn cái kiểm soát đường huyết tích cực là tiêm insulin dưới da nhiều mũi, hoặc là truyền insulin liên tục dưới da. Thì đây nè, cái phác đồ 2 mũi nè, mấy em thấy nè, nó đơn giản nè,
là mình sử dụng một loại bút tiêm thôi, tiêm trước bữa ăn sáng, trước bữa ăn chiều, tiêm một mũi, nó vừa có cái đỉnh vừa có cái nền. Còn cái phác đồ điều trị insulin tích cực á, thì mình sử dụng nó gồm có hai loại insulin, cái chế độ insulin nền và chế độ insulin bữa ăn. Insulin nền với cái liều bolus là mình nói là cái liều nạp đó cho insulin bữa ăn đó, thì cái liều insulin liều liều nền đó thì chiếm trung bình, mấy em cho dễ nhớ ha, đây là 45 cho tới 55 thì mấy em nhớ là insulin nền đó thì chiếm 50% tổng liều, còn insulin liều bolus đó, liều nạp đó là loại insulin mà có đỉnh đó, để kiểm soát đường huyết sau ăn đó, thì nó chiếm 50%. Cái liều insulin nền á, mình sử dụng sao mà để cho cái đường huyết lúc đói đó, nó nằm ở trong khoảng 80 cho tới 130 mg trên đề xi lít. Cái này là theo hướng dẫn của ADA 2017, và tới nay á, thì cái đường huyết lúc đói cho bệnh nhân đái tháo đường cũng cần duy trì ở cái khoảng này ha. Và cái mức dao động giữa đường huyết giữa buổi sáng với buổi tối không có quá 30 mg trên đề xi lít. Chút xíu nữa cô sẽ giải thích cái này nha. Đây nè, cái loại insulin, cái đường này là cái tiêm insulin dưới da nhiều mũi nè. Ha, mấy em thấy nó, mình nhìn vô mình thấy đã nó phức tạp hơn là cái phác đồ hai mũi nãy rồi ha. Hai loại insulin, có hai loại bút tiêm. Đây là cái loại insulin nền nè. Mình tiêm trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ. Cái insulin này ví dụ như cái insulin lạc xuyên nè, thì cái insulin này á, có thể là tác dụng 24 giờ hoặc là kéo dài hơn 24 giờ ha. Thì mình tìm này tới qua ngày hôm sau. Đây là cái loại insulin nền ha, mấy em thấy không có đỉnh nào. Rồi trước 3 bữa ăn sáng, bữa ăn trưa, bữa ăn chiều mình tìm sử dụng cái loại insulin này là insulin Lispro. Hai cái này là đều là insulin analog hết ha. Thì cái này mấy em thấy phức tạp ở chỗ là chỗ nào? Hai loại bút tiêm nè và cái liều này nó khác nhau nè, mà ví dụ như mấy em lỡ mà mấy em tiêm lộn cái bút này qua cái bút này là rất là nguy hiểm, mà nó sẽ bị hạ đường huyết đó. Cho nên cái này là kiểm soát đường huyết chặt. 3 bữa ăn thì có 3 cái đỉnh insulin nè, và đây là insulin nền nè. Cái này là điều trị phức tạp nhưng mà kiểm soát đường huyết chặt. Còn một cái nữa kiểm soát đường huyết chặt hơn nữa là truyền liên tục dưới da, thay vì mình cho từng mũi vô phải không, giờ truyền liên tục dưới da thì cái loại insulin mà dùng để truyền dưới da nè là chỉ loại insulin tác dụng nhanh thôi ha, chứ mình không có là sử dụng mấy cái loại insulin làm insulin nền được nha mấy em. Cái loại này là loại insulin tác dụng nhanh hoặc là tác dụng ngắn đó, dùng để kiểm soát đường huyết sau ăn đó, chứ mình không có sử dụng loại insulin nền được. Và khi mà mấy em nhìn đây nè, nó trong đây ha, xong rồi mình sẽ cài đặt bao nhiêu đơn vị insulin truyền, rồi mình ăn 3 bữa ăn, bữa ăn sáng lúc 6 giờ, lúc 12 giờ trưa, lúc 18 giờ chiều ha, thì mấy em sẽ cài đặt ở trong đây, lúc 6 giờ nó nạp vô liều lớn, lúc trưa 12 giờ nó sẽ nạp vô liều nữa lớn nữa, rồi lúc chiều 18 giờ nó nạp vô liều lớn nữa, còn nhiêu nó sẽ truyền liên tục. Rồi mấy em thấy mấy em sử dụng tiêm dưới da nhiều lần đó, thì cái nền này nó nằm ngang là mình thấy là tốt rồi phải không? Còn này là cái nền này nó giống với lại cái đường huyết sinh lý luôn. Cái đường huyết sinh lý của mình á, thì lúc mà ngủ á, thì đường huyết nó sẽ thấp, nhưng mà cái buổi sáng á, đường huyết lúc đói á, buổi sáng nó sẽ hơi cao hơn chút xíu, tại vì khi mà mình ngủ đó gần sáng á, những một số cái hormone mà nó sản xuất ra khi mình ngủ đó là hormone GH nè, hoặc là hormone hydrocortisone đó ha, hormone GH hoặc là hydrocortisone là gần sáng đó, nó sản xuất ra đó, cho nên đường huyết lúc đói buổi sáng đó, nó sẽ cao hơn đường huyết lúc đói vào các thời điểm khác trong ngày. À, thì mấy em thấy cái đường truyền liên tục nè, nó kiểm soát đường huyết rất là chặt, nó sát vô cái đường huyết sinh lý của mình luôn. Bởi vậy mấy em thấy á, thì cái lúc mà buổi sáng là mình không ăn gì hết, qua một đêm mình không ăn gì hết, sáng sớm thức dậy thì mấy em vẫn chưa thấy đói bụng liền đâu,
À, tại vì cái đường huyết lúc đói buổi sáng nó sẽ cao hơn đường huyết lúc đói vào các thời điểm khác trong ngày. Thì nãy em nhớ là mình sử dụng cái insulin nền, mình duy trì sao cho đường cái mức chênh lệch đường huyết giữa lúc lúc đi ngủ với lúc sáng á, cái này nè, nó không quá 30 mg trên decilit, là ngay chỗ này nè, cái chỗ này nè với chỗ này nè, cái đường huyết nó không chênh lệch quá 30 mg trên decilit. Nếu mà chênh lệch quá thì nó sẽ bị hiệu ứng Somogyi đó, bị hạ đường huyết ngay chỗ này đó, nó ấy thì buổi sáng nó sẽ bị tăng đường huyết ở chỗ này đó. Rồi cái liều bolus là liều nạp này ha, cái này là cái loại insulin nền mà em tính là 50% phải không, còn 50% là cho cái insulin liều bolus tức là liều nạp đó. Thí dụ như mấy em ăn 3 bữa ăn thì mấy em sẽ cho hoặc là mấy em tính trên cái đơn vị trên kg cân nặng, là mỗi một cái liều đó mình tính 0,13 đơn vị cho 1 ký, sau đó mình theo dõi đường huyết để mình điều chỉnh, hoặc là mấy em cho 1/6 tổng liều insulin sử dụng trong ngày. Tại sao mà mình căn cứ vô đâu mình nói 1/6? Tại vì đây nè, đây chiếm 50% phải không, insulin nền chiếm là 50%, insulin bữa ăn chiếm 50%, thì cái này là insulin nền này á là 3/6 rồi, còn lại 3/6 là cho insulin bữa ăn mà chia là ba 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 bữa ăn thì mỗi mũi là 1/6 ha. Hoặc là mấy em có cái tính cái cách khác nữa, cách khác nữa là mình sẽ dự định là mình ăn cái bao nhiêu carbohydrate đó, sẽ có cái công thức ước tính ha. À, mình tính ra cái mình dự định mình ăn cái bữa ăn nó bao nhiêu carbohydrate thì mình sẽ tính ra cái liều thuốc để có thể tiêu thụ bao nhiêu gam carbohydrate mà mình dự định ăn vào đó. Cái đó là ước tính thôi, sau đó mình theo dõi đường huyết để mình điều chỉnh. À, nhưng mà cái cách này thường nó không có thực tế lắm. À, cho nên thường là mình áp dụng 0,1 cho một cái liều tiêm nè, hoặc là 1/6 tổng liều insulin rồi theo dõi điều chỉnh liều thôi, theo dõi cái đáp ứng của bệnh nhân, đường huyết của bệnh nhân đó rồi điều chỉnh liều thôi. À, giờ điều trị, giờ cô hỏi mấy em bật mic lên trả lời nha, tương tác lại cho nó, mấy em đừng buồn ngủ ha. À, mình sử dụng điều trị insulin cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 á, thì cái chế độ insulin này là insulin nền phải không? Insulin nền chiếm bao nhiêu phần trăm của tổng liều insulin trong ngày? 50%. 50%. Mình sử dụng cái loại insulin gì? Hả? Sử dụng loại insulin gì? Loại insulin tác dụng nhanh, tác dụng ngắn, hay là loại insulin tác dụng trung gian, tác dụng dài? Insulin tác dụng dài, Ừ. levonorgestrel. À, mình sử dụng loại insulin tác dụng trung gian hoặc là tác dụng dài. Nếu mà insulin tác dụng trung gian thì một ngày mình tiêm 2 mũi, còn insulin tác dụng dài thì mình tiêm 1 mũi ha. Insulin tác dụng trung gian á, là cái loại insulin NPH á, là loại insulin người đó. Còn insulin tác dụng dài mà không có đỉnh đó là insulin analog đó ha. Rồi giờ cái mỗi một bữa ăn mình cho thêm cái loại insulin này gọi là insulin gì, gọi là Dụng ngắn. tác dụng ngắn hoặc tác dụng nhanh ha. Cái insulin này mà mình gọi là insulin bữa ăn, hay là mấy em đọc sách mấy em hay nói, người ta nói liều folate đó, là liều nạp vô đó, liều nạp nó để nó có cái đỉnh đó. Thì mình đây nếu mình sử dụng cái loại insulin mà người là insulin tác dụng ngắn, còn insulin analog là insulin tác dụng nhanh. Cái insulin này để kiểm soát đường huyết lúc nào, lúc nào mấy em, để kiểm soát đường huyết lúc nào? Kiểm soát đường huyết sau ăn. À đúng rồi, insulin này để kiểm soát đường huyết sau ăn, còn insulin nền thì để kiểm soát đường huyết lúc đói ha. Xong rồi cái insulin này đó mình cho một liều gì đó, là mình khởi đầu đó mình cho một liều này tính cái liều tính sao? 1/6 tổng liều insulin trong ngày. 1/6 tổng liều insulin trong ngày, hoặc là mình tính trên cân nặng là 0,13 đơn vị trong ký ha, rồi mình theo dõi đường huyết để mình hiệu chỉnh liều ha. Tương tự vậy cái bữa ăn đó. À, đó là cái cách sử dụng insulin cho bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1.
giờ mấy em nghỉ khoảng 3 phút đi, nghỉ khoảng 3 phút rồi mình sẽ mình tiếp tục tới điều trị đái tháo đường tiếp tiếp 2 nha mấy em, tại vì điều trị đái tháo đường tiếp 2 nó phức tạp lắm. Trong cái bài này đó thì cô có cái phần mà sử dụng để kiểm soát huyết áp và kiểm soát rối loạn lipid máu đó, thì cái bài soạn này để cho mấy em cái phần kiểm soát đường huyết với lại kiểm soát rối loạn lipid máu đó, thì mấy em sẽ học cái bài này với cô Khánh ha, là thuốc điều trị tăng huyết áp, thuốc điều trị rối loạn lipid máu ha. Còn cái hôm nay cô chỉ trình bày cái phần sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường thôi. Sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường thôi. Và khi mà những cái câu hỏi trắc nghiệm cũng vậy, cô chỉ hỏi cái phần sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường thôi. Còn cô để cho phần cô Khánh sẽ hỏi phần mà sử dụng thuốc điều trị tăng huyết áp hay là điều trị rối loạn lipid máu. Nhưng mà trong cái phần đọc thêm đó, mấy em có thắc mắc gì, mấy em muốn hỏi thì cô sẽ giải đáp cho mấy em. Mình nghỉ khoảng 3 phút à. Phần này mấy em có ý kiến gì không? Có ai hỏi gì không? Mấy em thấy học online này mấy em có thấy nó so với học trên tập trung trên lớp á, mấy em thấy cái nào mà mấy em học thấy thấy dễ theo giỏi hơn? Cái này dễ theo dõi hơn cô. Học cái này dễ hơn ha, tại vì cô thấy học ở trên lớp nó mới đầu thì cũng ngại dạy này, thấy cô thấy dạy online cô thấy cũng hơi phương pháp mới, thấy cũng cũng ngại, nhưng mà khi mà áp dụng dạy rồi á thì cô thấy tương tác được với em mấy em nhiều hơn á. Với lại nhiều khi học ở trên lớp á, thí dụ như cái bạn nào mà không có tập trung nó nói chuyện á, nó sẽ ảnh hưởng tới những người khác. Còn mình học ở đây á, thì bạn nào mà không tập trung á, thì chỉ không không bị ảnh hưởng, mấy bạn khác không bị ảnh hưởng. Đúng rồi, học dạy học online thì nó mấy cái slide nó gần với mấy em dễ thấy hơn ha. Nghỉ 2 phút nữa đi thì mình sẽ tiếp tục. Cái điều chỉnh cái liều insulin đó, cái liều insulin đó thường ví dụ mình có những cái bệnh nhân á, nó đáp ứng cái đáp ứng với insulin đó ở mà mỗi bệnh nhân nó khác nhau, và có những trường hợp đó mình thấy chưa có chưa nó chưa đạt được mục tiêu, mình chỉnh liều liều liền 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 tới khi mà nó đáp ứng hết mức đó rồi đó, cái nó hạ đường huyết nó giảm xuống một cách nhanh dữ lắm. Cái này là cô đã từng điều trị cho người nhà là cô đã bị rồi đó, mà mình hay cái này mình hay biết là nó học lý thuyết là vậy, nhưng mà mình hay bị nôn nóng á, mình thấy chưa thấy đường nó còn cao quá, mình thấy cái mình cứ tăng lên, mà tới lúc mà nó giảm xuống rồi nó tụt xuống một cái là hết hồn luôn á, cho nên để nó 2 3 ngày để nó đáp ứng hết mức của insulin thì mình mới điều chỉnh liều. Cái nhất là đối với bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, bệnh nhân có cái tình trạng đề kháng insulin, cái đáp ứng của nó cái nhu cầu cần insulin nó cũng khác thường, mà cái đáp ứng nó cũng thay đổi lắm.
Rồi mình tiếp tục ha em, tiếp tục. Rồi. Điều trị đái tháo đường tiếp 2. Điều trị đái tháo đường tiếp 2 thì nó cũng có bốn cái biện pháp chính giống như là đái tháo đường tiếp 1. Nhưng mà mấy em nhớ nha, đái tháo đường tiếp 2 á, có những trường hợp mà bệnh nhân mới mắc bệnh đái tháo đường và cái mức đường huyết nó không có quá cao đó, thì có thể là mình chưa có sử dụng thuốc bằng cái giáo dục đái tháo đường, thay đổi lối sống, vận động thể lực thì nó có thể kiểm soát được đường huyết, thì mình chưa cần phải sử dụng thuốc. Nhưng mà đối với đái tháo đường tiếp 1 thì sử dụng thuốc là bắt buộc. Nói về cái chế độ dinh dưỡng thì cũng tương tự như đái tháo đường tiếp 1, nhưng mà mấy em nhớ là đái tháo đường tiếp 2 á, thì thường là mình hay gặp ở những người béo phì á, cho nên chế độ ăn đường là chế độ ăn mình áp dụng cho cái người béo phì á. Và đây cái nói về cái chế độ dinh dưỡng á, thì cô sẽ hướng dẫn một cái cách để mà em thiết kế bữa ăn cho bệnh nhân, nó khác với cách hồi nãy. Chứ cái cách này có thể áp dụng cho đái tháo đường tiếp 1 luôn ha, chứ không phải là chỉ cái này để chia cho đái tháo đường tiếp 2 không ha. Tức là cái chế độ ăn của bệnh nhân đó thì mình sẽ quy ra thành từng suất ăn. Mỗi một suất nó gồm có 15 gram carbohydrate. Mỗi một cái loại thức ăn nào thì mình cũng quy ra thành từng từng suất hết. Cô thí dụ như một cái muỗng đường nè, nó có 15 gram carbohydrate, nó là một suất. Miếng bánh mì nè, cộng với miếng phô mai nè, là 15 gram carbohydrate, là một suất. Một trái cam nè, hoặc là một cái tô cơm nè, bao nhiêu gram gạo nè, nó chứa 15 gram carbohydrate. Cái này nó vẫn cũng có tài liệu kèm theo nữa, là mỗi một loại thức ăn là cái đơn vị nó là bao nhiêu, nó là một suất. Nó có mấy cái tài liệu về bên dinh dưỡng á, thì cũng áp dụng cho ba cái nhóm người. Cái nhóm người có chế độ ăn cần để giảm cân, cái nhóm người có cái người này là cái BMI trong cái mức bình thường rồi, mình cần phải kiểm soát cân nữa, không có để cho nó tăng cân nữa. Rồi cái nhóm mà là cho cái người có hoạt động thể lực tích cực, cho những người mà lao động chân tay hoặc là vận động viên đó ha. Còn thí dụ như là cái ở người nữ đi, cái mức mà để duy trì kiểm soát cân nặng không có bị tăng cân á, mỗi một bữa ăn á, thì 3 tới 4 suất cho mỗi bữa ăn, hoặc là ở trên nam á, thì là 4 tới 5 suất rồi để giảm cân nè. Mấy em thấy suất nè, mà mỗi một suất là chứa 15 gram carbohydrate, thì mỗi một một mấy em nhớ á, thì trong cái thành phần bữa ăn á, nó cũng phải cân đối giữa ba cái thành phần chính, là cũng cái nguồn carbon, cái nguồn mà carbohydrate chất xơ đó, nó chiếm 50%, cái nguồn năng lượng cung cấp từ protein chiếm 20%, cái nguồn năng lượng cung cấp từ chất béo đó, chiếm 30%. Mình sẽ rồi mình có cái tài liệu dinh dưỡng, là mỗi một loại thức ăn nó từ cái nguồn nào đó, một suất đó làm nó là bao nhiêu đó, thì mình sẽ mấy em sẽ thiết kế. Cái này mình thấy nó cụ thể hơn, mình dễ chọn hơn ha. Rồi cái bữa ăn phụ, thí dụ như những người mà có cái hoạt động thể lực tích cực nè, người ta ăn nhiều đó, cái nhu cầu năng lượng trong ngày á, nhiều, thì người ta có thể ăn thêm 2 bữa ăn phụ. Một cái bữa ăn phụ tối đa là 2 suất thôi ha. Ví dụ như giữa bữa sáng với bữa trưa, hoặc là giữa bữa trưa với bữa chiều ha. Cái bữa ăn phụ đó tối đa là 2 suất thôi. Tập thể dục, cái việc tập thể dục đối với đái tháo đường tiếp 2 á, thì nó có vai trò quan trọng hơn đái tháo đường tiếp 1. Tập thể dục đối với đái tháo đường tiếp 2 á, nó giúp kiểm soát đường huyết rất là tốt. Lý do là thứ nhất là nó những người béo phì đó, mình tập thể dục á, nó có thể giảm thừa cân, rồi nó giảm cái tình trạng đề kháng insulin đó. Cho nên tập thể dục đối với đái tháo đường tiếp 2 nó góp phần kiểm soát đường huyết rất là tốt.
Đối với đái tháo đường tiếp 2 đó, nếu mà có béo phì ha, thì giảm cân ít nhất là 7% so với mức cân nặng nền. Mà tập thể dục thì mình duy trì ít nhất 30 phút ngày. Và cái tập thì nó có tính chất liên tục ha, mình không nên hạn chế, không nên gián đoạn, không nên gián đoạn liên tục 2 ngày, tức là mình ngừng tập liên tục 2 ngày. Và nếu mà ở người trẻ mà được đó, thì khuyến khích mình nên trong tuần đó, mình nên có 2 ngày mình chọn cái môn gọi là môn kháng lực, tức là thí dụ như em dùng cái kéo, dùng cái tay kéo cái sợi dây thun đó, hoặc là mình tập tạ để mình vận động cái cơ đó. Và những cái môn luyện tập đó nó giúp cho đưa đường vô trong tế bào, tiêu thụ đường rất là tốt ha. Nếu mà được trong tuần nó nên có 2 ngày tập những cái môn gọi là môn kháng lực để mình sử dụng cái hoạt động cái của cơ nhiều á. Mà tập thể dục á thì ít nhất là 30 phút ngày, nhưng mà không có phải bắt buộc là tập liên tục đâu. Những người nào mà không có đủ sức khỏe thì mình có thể chia ra làm nhiều lần trong ngày, rồi mình chọn cái môn nào mà nó phù hợp với sức khỏe của mình, phù hợp với cái sở thích của mình để mình luyện tập ha. Và chú ý có những cái tình huống sau đây thì mình không có được tập thể dục nè: khi đường huyết thấp quá, khi đường huyết nhỏ hơn 90 mg trên đề xi lít thì mình nên ăn thêm một cái suất ăn, ví dụ như một lát bánh mì, hoặc là mình uống thêm một ly sữa, khoảng một suất ăn á. Còn nếu mà cái đường huyết nó cao quá, đường huyết trên 250 mg trên đề xi lít hoặc là có cetone niệu thì không được tập. Cái đường huyết mà thấp thì mình không không được tập, tại vì mình sợ bị hạ đường huyết. Giờ cô hỏi mấy em nè, tại sao đường huyết nó tăng cao mà mình không tập? Tập cho đường huyết nó giảm, cơ nó tiêu thụ đường, nó đưa đường vô trong tế bào nó tiêu thụ cho em giảm. Tại sao? Bạn nào biết có thể bật mic lên trả lời cho cô coi. Biết không em? À, ở cái mức mà đường huyết nó tăng cao vậy nè, và nhất là có cái thể cetone nè, nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó thể hiện cái tình trạng mà thiếu insulin trầm trọng trong cơ thể đó. Cho nên khi mà mình tập thể dục á, thì cái tế bào á, nó càng đói đường nhiều hơn nữa. Nó đói đường thì nó sẽ thoái hóa glycogen để tạo đường, thoái hóa protein nó tạo thành axit amin chuyển hóa thành đường, thoái hóa mỡ tạo thành axit béo chuyển thành hóa thành đường. Thì trong cái quá trình mà thoái hóa các chất á, tạo thành đường á, nhưng mà nó vừa thiếu insulin thì nó vẫn không đưa đường vô trong tế bào được, và trong đó cái thoái hóa mỡ á, thì nó sẽ làm tạo thành cái thể cetone nè. À, nó cho nên cái mức đường huyết mà nó tăng cao nè, tức là chứng tỏ là bị thiếu insulin trầm trọng nè. Cho nên trong trường hợp này á, nếu mà mình vẫn tập nữa đó thì cái đường huyết nó sẽ tăng nặng hơn và nó sẽ xuất hiện thêm cái thể cetone. À, cho nên trong cái trường hợp mà đường huyết tăng cao vậy, mình phải sử dụng thuốc điều trị để cho nó hạ thấp xuống dưới cái đường huyết dưới cái mức này. Và nếu mà có thể cetone thì cái thể cetone nó phải âm tính thì mình mới tập được. Huyết áp, khi mà huyết áp cao quá, huyết áp tối đa trên từ 180 mm thủy ngân trở lên cũng không được tập ha. Và khi mà cái việc luyện tập nè, là cái mình mới bắt đầu ha, mới bắt đầu, và nhất là những cái bệnh nhân mà có sử dụng insulin nữa đó, thì mình phải đo đo đường huyết trước và sau khi tập để mình biết là mình tập ở cái mức độ nào cho vừa, chế độ ăn uống cái liều insulin cho nó phù hợp với cái sinh hoạt của mình ha. À, còn cái việc luyện tập này á, nó đã thường xuyên rồi, mình tập ở cái mức độ đó, mình đã có chế độ ăn vậy, và đường cái liều insulin mình nó đã cố định vậy, không có cái gì thay đổi, thì có thể mình không cần đo đường huyết trước và sau khi tập. Thuốc mà sử dụng để điều trị đái tháo đường trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 ha, thì nó có thể là tất cả những cái thuốc mà mình học nè,
Thì mấy em nhớ không, hồi lúc trước mình học có ba cái nhóm lớn là nhóm thuốc và điều trị đái tháo đường uống, là nhóm insulin nè, nhóm mà điều trị đái tháo đường tim nhưng mà không phải là insulin nè ha. Thì trong nhóm thuốc uống là có rất là nhiều nhóm mà. Và khi sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì mấy em chú ý ha, chú ý cái độ lọc cầu thận để mình lựa chọn thuốc cho nó phù hợp với bệnh nhân. Cô thí dụ như là ở đây là cái màu xanh là ở cái mức cái độ lọc cầu thận cho cái thuốc này mình sử dụng nó sẽ an toàn đó. Còn cái màu cam này là ở cái mức độ lọc cầu thận là đối với cái thuốc này là phải cần phải giảm liều. Còn cái mức màu đỏ này là cái độ lọc cầu thận cho cái thuốc này là không có khuyến cáo sử dụng. À, cô thí dụ như metformin nè, thì cái độ lọc cầu thận ước tính đó, từ 60 ml trên phút trở lên đó, thì sử dụng metformin an toàn. Nếu mà độ lọc cầu thận từ 30 cho tới 60 ml trên phút đó, thì phải giảm liều. Còn độ lọc cầu thận nhỏ hơn 30 ml trên phút đó, đối với metformin không có khuyến cáo sử dụng. À, hoặc là những cái thuốc mà có thể sử dụng cho bệnh nhân suy thận à, Reba Clinic em thấy là có thể an toàn ở mọi giai đoạn. Đây là những cái loại thuốc mà được sử dụng cho những cái bệnh nhân suy thận à, hoặc là linaleptin nè, à, em thấy độ lọc cầu thận 15 ml trên phút, dưới 15 ml trên phút vẫn còn sử dụng mà giảm liều thôi ha. Thường là ở mức độ lọc này là bệnh nhân bị là chạy thận nhân tạo rồi đó, vẫn vẫn sử dụng được. Cho nên khi mà sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, chú ý cái độ lọc cầu thận để mình lựa chọn thuốc cho nó phù hợp. Điều trị đái tháo đường đó, thì có ba cái vấn đề chính cần phải kiểm soát, đó là kiểm soát đường huyết, kiểm soát huyết áp và kiểm soát rối loạn lipid máu. Nói về cái vấn đề kiểm soát đường huyết ở trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2, thì cái kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 tiếp cận theo tiêu chí là lấy bệnh nhân làm trung tâm. Tức là cái đích kiểm soát đường huyết nó sẽ thay đổi theo từng cá thể. À, thì mình gọi là cái mục tiêu HbA1c theo hướng cá thể hóa, tức là phải cụ thể trên từng bệnh nhân. Và cái cách chọn cái mục tiêu HbA1c cho bệnh nhân như sau. Cái trên mỗi bệnh nhân đó, khi mình điều trị thì mình phải chọn để mình sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường đó, thì phải đạt được cái mục tiêu HbA1c là bao nhiêu. Thì cái mục tiêu HbA1c của bệnh nhân á, nó có thể từ 6 cho tới 8%, nó dao động từ 6 tới 8% tùy theo từng cá thể. Và cái ở cái mức 6% này là kiểm soát tích cực nhất, còn ở cái mức 8% này hoặc hơn 8% là cái mức ít tích cực, tức là mình kiểm soát đường huyết ít chặt. Thì ở cái mức 6% nè là kiểm soát đường huyết tích cực thì mình được lợi ích gì, mình được lợi ích gì? Kiểm soát đường huyết chặt chẽ thì mình có thể ngăn ngừa được những cái biến chứng của đái tháo đường, nhưng mà đồng thời nó sẽ đi tới đi đôi với cái gì, cái nguy cơ gì, nguy cơ hạ đường huyết ha. Còn ngược lại, ở cái mức mà kiểm soát đường huyết ít tích cực đó, ít chặt đó, thì cái nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ thấp, nhưng mà cái lợi ích để bảo vệ ngăn ngừa những cái biến chứng thì nó sẽ ít hoặc là nó không đạt được ha. Và để lựa chọn cái mục tiêu HbA1c nè cho bệnh nhân cho phù hợp với từng người đó, thì mình sẽ dựa vô những cái yếu tố gì, dựa vô cái tình trạng tâm lý của bệnh nhân, về cái điều kiện kinh tế của bệnh nhân, dựa vô cái nguy cơ hạ đường huyết trên từng người, dựa vô tuổi, dựa vô thời gian mắc bệnh đái tháo đường, dựa vô là cái những cái bệnh lý mắc kèm, và dựa vô đã bệnh nhân đã có biến chứng ở trên mạch máu hay là chưa ha. Ví dụ như dựa vô cái yếu tố về tình trạng tâm lý của bệnh nhân với cái kinh tế của bệnh nhân. Ở cái mức 6% nè, thì thường á mình áp dụng cho những cái bệnh nhân mà có động cơ sống tốt,
Thì thường là những cái bệnh nhân nào là có bệnh nhân có động cơ sống tốt ha, thường thì những cái bệnh nhân mà có cái động cơ sống tốt đó, thì thường là những người còn khỏe mạnh đó. Người ta mới mắc bệnh đái tháo đường, rồi người ta hiểu biết, người về kinh tế cũng thoải mái, rồi có người quan tâm, có người chăm sóc đầy đủ ha, thì những người đó người ta có cái động cơ sống tốt. Có động cơ sống tốt là ta quan tâm tới sức khỏe, người ta sẽ tuân thủ điều trị tốt ha, người ta muốn điều trị chọn cái thuốc gì để cho nó phù hợp với cái bệnh lý của mình thì mình cũng cũng sử dụng được ha. Thì đó, thì ở những cái người này á, mấy em thấy á, mình kiểm soát đường huyết chặt được, tại vì người ta quan tâm tới sức khỏe ha, người ta chưa có nhiều biến chứng mà người ta quan tâm tới sức khỏe của người ta, cho nên cái nguy cơ hạ đường huyết nó sẽ thấp. Còn ngược lại với cái tình trạng này á, là cái bệnh nhân thiếu động cơ sống ha, những người thiếu nào mà thiếu động cơ sống thường là những người có sức khỏe kém, mắc nhiều bệnh, là bệnh lớn tuổi, rồi cái điều kiện kinh tế cũng không thoải mái, điều kiện về tinh thần cũng không thoải mái, không có người chăm sóc đó. Thì những người thường thì những người này á, thì người ta hoặc là những người mà kém hiểu biết ha, những người này á, thì thường á, là người ta sẽ không chú ý tới sức khỏe của người ta, không thèm, không có tuân thủ điều trị, uống thuốc cũng không đúng liều, hoặc uống thuốc và giờ mình muốn sử dụng cái thuốc đó, nó tốt nhất cho sức khỏe mình cũng không có khả năng ha. Thì những người này cái nguy cơ hạ đường huyết rất là lớn, mình kiểm soát đường huyết nó chặt quá đó, có nhiều khi người ta chưa chết vì vì bị biến chứng đái tháo đường mà người ta chết vì bị hạ đường huyết ha. Nhìn nó thì mình sẽ chọn ở cái mức ít tích cực nhất đó, thì những cái yếu tố này ta nó sẽ dao động trong khoảng từ 6 tới 8%. Cái nguy cơ hạ đường huyết cũng vậy, người nào có nguy cơ hạ đường huyết nhiều thì mình sẽ kiểm soát đường huyết ít chặt, và những người nào nguy cơ hạ đường huyết nhiều là những người lớn tuổi nè, những người mà có nhiều bệnh mắc kèm nè, những người đã từng có tiền sử là bị hạ đường huyết rồi nè ha. Đó, rồi tuổi càng lớn tuổi thì cái nguy cơ hạ đường huyết càng nhiều, càng lớn tuổi thì càng có nhiều bệnh tim mạch, nên kiểm soát đường huyết nó hạ đường huyết nó nguy hiểm lắm, cho nên người ta sẽ duy trì cái HbA1c ở mức cao. Về thời gian mắc bệnh cũng vậy, càng thời gian càng dài thì nó sẽ dễ có những cái biến chứng ở trên mạch máu, mà đã có những cái biến chứng ở trên mạch máu rồi thì mình đâu có kiểm soát đường huyết chặt làm chi. Càng nhiều bệnh mắc kèm á, thì cái bệnh nhân mà bị bệnh nặng á, bệnh nhiều bệnh mắc kèm á, mà mình duy trì được đường huyết mức thấp quá dễ bị hạ đường huyết lắm. Những cái bệnh nhân mà bệnh nặng thì thường người ta duy trì mức đường huyết nó ở mức cao đó. Thì mấy em thấy nhìn thấy dựa vào những cái yếu tố này để ta chọn mục tiêu HbA1c cho bệnh nhân, thì gọi là mục tiêu HbA1c theo hướng cá thể hóa. Cái mục tiêu đường huyết hướng dẫn của ADA 2017 à, tới năm nay cái mục tiêu này vẫn vẫn còn ha. Và cái mục tiêu đường huyết này áp dụng cho bệnh nhân đái tháo đường ở bệnh nhân trưởng thành và không có thai ha. Mục tiêu HbA1c này á, nhỏ hơn 7% cho đa số bệnh nhân đái tháo đường, nhưng mà nhớ là cái mục tiêu này nó phải cá thể hóa, tức là cụ thể trên từng bệnh nhân mà mình lựa chọn cho nó phù hợp. Nhưng mà người ta thấy đa số là cái mục tiêu HbA1c nhỏ hơn 7% là nó phù hợp với nhiều bệnh nhân. Đường huyết trước ăn, cái đường huyết trước ăn này á, là chỉ là nó khác với đường huyết lúc đói để mình chẩn đoán đái tháo đường nha mẹ. Cái đường huyết trước ăn để theo dõi điều trị chỉ đơn thuần là trước bữa ăn thôi, trước bữa ăn sáng, trước bữa ăn trưa, trước bữa ăn chiều. Và cái đường huyết mà để mình theo dõi điều trị nè là đường huyết mao mạch ha, là đường huyết mao mạch. Thì đường huyết nó nằm trong khoảng 80 cho tới 130 mg trên đề xi lít. Còn đường huyết sau ăn, cái đường huyết sau ăn á, thì mình cũng thử đường huyết mao mạch, và mình đo từ 1 tới 2 giờ sau khi bắt đầu bữa ăn, đường huyết sau ăn nhỏ hơn 180 mg trên đề xi lít. Và thông thường á, cái HbA1c nè là nó thể hiện cái đường huyết trước ăn và đường huyết sau ăn.
À, trung bình của đường huyết trước ăn và đường huyết sau ăn. Cho nên một khi mà bệnh nhân đạt được cái mục tiêu HbA1c và đường huyết trước ăn cũng đạt được mục tiêu HbA1c thì ta không cần chú ý tới cái đường huyết sau ăn. À, đương nhiên là đường huyết sau ăn nó cũng đạt được mục tiêu điều trị. Còn nếu mà HbA1c chưa đạt được mục tiêu điều trị mà đường huyết trước ăn mà, lúc nào nó cũng đạt được mục tiêu điều trị, lúc nào nó nằm cũng nằm trong cái khoảng này hết, thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là đường huyết sau ăn chưa đạt được mục tiêu điều trị. Khi đó mình sẽ cho cái loại thuốc nào đó để kiểm soát đường huyết sau ăn thì cái HbA1c này nó mới đạt được mục tiêu điều trị. Cái mục tiêu đường huyết ở người già, này của ADAHA với lại của Hiệp hội Đái tháo đường của Mỹ với lại của Bộ Y tế giống nhau ha, nhưng mà nói là nó mấy cái này nó giống nhau, nhưng mà mình áp dụng của ADA thì người già là 65 tuổi, còn của Việt Nam mình thì người già là 60 tuổi ha, thì mấy cái ở người già đó dễ bị hạ đường huyết, cho nên mấy em thấy cái mục tiêu HbA1c của người già nè nó lớn hơn ở cái người còn trẻ ha, ở người già mà ở cái nhóm người khỏe mạnh nè, cái mục tiêu HbA1c là nhỏ hơn 7,5%. Còn ở mấy em nhìn coi cái người mà có sức khỏe kém nè, thì cái mục tiêu HbA1c nó nhỏ hơn 8,5%. Cái gì thì mục tiêu HbA1c nó rất là cao ha. Đường huyết trước ăn này nó cũng cao này, của người trưởng thành mình là 80 cho tới 130 nè, còn người già mà khỏe mạnh nó là 90 tới 130 nè, còn sức khỏe kém nè, sức khỏe trung bình nè, 90 cho tới 150. Còn người sức khỏe rất là kém nè, mà em thấy nó duy trì rất là cao ha. Ở người già dễ bị hạ đường huyết, cho nên có cái đường huyết lúc lúc đi ngủ. Có làm cái xét nghiệm đường huyết lúc đi ngủ nè. Có cái mục tiêu đường huyết trước khi đi ngủ. Đây là mục tiêu đường huyết ở người già ha. Rồi bắt đầu cái mình áp dụng cái hướng dẫn này, các bước sử dụng thuốc của ADA 2017 ha mấy em. Từng từng bước nè. À, mấy em có cái bài mà cô gửi thì cô chiếu lên đây, chắc nhiều bạn cũng thắc mắc tại sao cô chiếu cái bản tiếng Việt này mà cô để trong bài của mấy em là cái bản tiếng Anh. Lý do đó, mới đầu cô cũng lấy cái bản tiếng Việt này cô để trong cái bài soạn cho mấy em. Nhưng mà trong cái bản tiếng Việt này á, mấy cái phần mà mấy em nhìn thấy đây, chỗ này là tác dụng phụ nè, mấy cái này nó người ta dịch sai rồi. Cô mới làm một cái ô cô che lại đây, cô đánh cái chữ đây, mà tới hồi mà làm trên cái file Word á, xong mà nó cái ô này nó chạy tùm lum hết trơn, là cô chỉnh hoài chỉnh không được, cho nên cô để cái bản tiếng Anh. Rồi mấy em muốn coi cái bản tiếng Việt á, mấy em vô cái nguồn thông tin thuốc.com nè, xong mấy em lấy cái bản tiếng Việt đó, nhưng mà mấy em nhớ mấy em phải dò theo cái bản tiếng Anh, nó cái đó có những cái phần mà dịch nè, những có những cái phần dịch sai ha đó, cho nên đây mày vô trong cái phần thông tin thuốc mà lấy cái bản tiếng Việt rồi mình phải so với cái bản tiếng Anh, nó có những cái phần dịch không chính xác đó. À, những cái bước sử dụng thuốc như sao? À, khởi đầu á là có thể là nếu mà bệnh nhân mới mắc bệnh đái tháo đường, à, và cái mức đường huyết nó không có quá cao, thì mình có thể áp dụng cái bước chưa chưa cái chưa có sử dụng thuốc mà áp dụng thay đổi lối sống, vận động thể lực, giảm cân ha, trong vòng 3 tháng. Nếu mà không đạt được mục tiêu HbA1c á, thì mình sẽ tiến tới sử dụng một thuốc, và cái thuốc được lựa chọn hàng đầu nếu mà mình dung nạp được đó là metformin ha. Lựa chọn cái đơn trị liệu là metformin, lựa chọn metformin để điều trị á, là mình dựa vô những cái yếu tố nè. Thứ nhất là cái hiệu lực cao, cái hiệu quả làm giảm HbA1c của metformin nó cao, cái nguy cơ hạ đường huyết nó thấp, nó không có ảnh hưởng tới cân nặng ha. Metformin nó không làm tăng cân. Tác dụng phụ của metformin nó thường gặp nhất là rối loạn tiêu hóa hoặc là nhiễm toan axit lactic. Nhiễm toan axit lactic này nó hiếm gặp lắm, mà tại vì nó khi mà nó xảy ra thì nó nguy hiểm thôi à. Rồi nó thêm cái nữa là sử dụng kéo dài thì nó sẽ có nguy cơ thiếu vitamin B12 đó. Rồi cái thuốc này
xét về mặt chi phí rất là rẻ tiền ha. Em thấy Metformin người ta lựa chọn là hiệu quả cao nè, ít tác dụng phụ nè, rẻ tiền đó. Thì mình lựa chọn mình dựa vô những cái tiêu chí này đó. Nếu mà mình trong vòng 3 tháng mình sử dụng tới cái liều tối đa rồi mà chưa có đạt được cái mục tiêu HbA1c thì mình sẽ tiến tới cái phối hợp hai thuốc. Tiến tới phối hợp hai thuốc. Và mấy em nhớ nha, không phải lúc nào mình cũng áp dụng từng bước là không sử dụng thuốc rồi một thuốc rồi hai thuốc ha. Nếu mà khởi đầu mà cái HbA1c của bệnh nhân từ 9% trở lên thì mình cân nhắc phối hợp hai thuốc ha. Mình cân nhắc phối hợp hai thuốc. Thì cái phối hợp hai thuốc nè, đây mấy em thấy người ta lựa chọn nè. Metformin có thể phối hợp với nhóm subunit ure hoặc là cái nhóm này gọi là nhóm TZD nè. Nhóm ức chế D4, ức chế cái SGLT2, ức chế cái chất đồng vận chuyển gluco với lại natri ống thận gần đó, hoặc là phối hợp với chất với cái nhóm mà đồng vận với gen là P1, hoặc là với phối hợp với insulin. Cái insulin này là insulin nền nha mấy em. Cái insulin này sử dụng đây là insulin nền, và cái thứ tự để mấy cái nhóm thuốc ở đây nè, để một cách ngẫu nhiên chứ không phải là cái nhóm để trước là mình ưu tiên lựa chọn trước, không phải ưu tiên chọn cái nhóm subunit hoặc là cái TZD trước, để đây là để ngẫu nhiên thôi. Mình lựa chọn mình dựa vô gì, mình dựa vô cái hiệu lực nè, là cái hiệu quả làm giảm HbA1c ha. Ví dụ như cái nào mà nó còn cách cái mục tiêu điều trị nó xa đó thì mình chọn cái thuốc mà nó có cái hiệu quả cao. Rồi cái dựa vô cái nguy cơ hạ đường huyết, ví dụ như người nào mà cái nguy cơ hạ đường huyết nó lớn hoặc là bệnh nhân đã từng bị hạ đường huyết rồi á, thì mình sẽ chọn cái thuốc nào mà nó có cái nguy cơ hạ đường huyết nó thấp. Cân nặng cũng vậy, cái bệnh nhân béo phì thì mình đừng lựa chọn những cái thuốc mà nó có tác dụng làm tăng cân, tác dụng phụ. Mình dựa cái này là tùy theo cái loại thuốc nào mà nó có tác dụng phụ khác nhau ha. Rồi chi phí, những bệnh nhân mà nghèo không có tiền thì mình đừng có chọn cái thuốc mà quá mắc tiền đó. Nên ta chờ lựa chọn cái thuốc thứ hai dựa vô đây nè. Ở trong cái hướng dẫn của ADA 2017 em thấy nó vậy ha. Rồi của ADA 2019 á, thì cái chỗ này nè là nó sẽ vô chi tiết hơn, nó sẽ vô nó hướng dẫn cách mình lựa chọn thuốc, nó sẽ chi tiết hơn. Rồi phối hợp mà trong vòng hai thuốc em, nếu mà trong vòng 3 tháng không có đạt được mục tiêu HbA1c thì mình sẽ tiến tới phối hợp ba thuốc. Phối hợp ba thuốc thì đây mấy em nhìn nè, mà metformin là thuốc thứ nhất, nhóm subunit là thuốc thứ hai, thì cái phối hợp và cái thuốc thứ ba thì có thể là TZD hoặc là ức chế D4 hoặc là bất kỳ cái thuốc nào trong 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 cái những cái thuốc này ha. Hoặc là bên đây cũng vậy, ví dụ như mấy em phối hợp cái nhóm thuốc thứ nhất là metformin, cái thứ hai là TZD, còn cái thuốc thứ ba là bất kỳ thuốc nào còn lại. Và mấy em nhớ cái nguyên tắc phối hợp thuốc ha, là những cái thuốc cùng nhóm thì không được phối hợp với nhau, những thuốc cùng nhóm thì không được phối hợp với nhau. Rồi ức chế D4 nè không được phối hợp với đồng vận với gen là B1. Cho nên ở đây nè, metformin là nhóm thuốc, là thuốc thứ nhất, cái nhóm mà ức chế D4 là cái thuốc thứ hai, thì cái thuốc thứ ba là thuốc nào cũng được nhưng mà không có phải là đồng vận với gen là B1. Ngược lại cái chỗ này cũng vậy, metformin là thuốc thứ nhất, đồng vận với gen là B1 là thuốc thứ hai, thì cái thuốc thứ ba là thuốc nào cũng được nhưng mà không phải là ức chế D4. Rồi mấy em nhớ ha, khi mà bệnh nhân mà bắt đầu có sử dụng những cái thuốc mà nó có tác dụng phụ hạ đường huyết, ví dụ như nhóm subunit nè với lại với insulin nè, bệnh nhân mà có sử dụng mấy cái thuốc này hạ đường huyết thì em phải thông báo cho bệnh nhân biết là sử dụng thuốc này nó sẽ có nguy cơ hạ đường huyết, khi bị hạ đường huyết thì mình phải làm sao ha, phải nói cho bệnh nhân biết nha. Mà nếu mà có sử dụng cái thuốc tiêm thì phải hướng dẫn bệnh nhân tiêm thuốc. Rồi tới cái thuốc phối hợp thuốc đường tiêm,
Để cô sẽ hướng dẫn em cái cách cái phối hợp thuốc đường tim ha. Mà chú ý à, không phối hợp thuốc cùng nhóm, ức chế D4 không được phối hợp như này ha. Có sử dụng thuốc tim thì phải hướng dẫn bệnh nhân tiêm thuốc ha, rồi sử dụng mấy cái thuốc nào mà nó có nguy cơ hạ đường huyết, ví dụ nhóm suppiniline hoặc là với insulin đó, thì phải phải báo cho bệnh nhân biết là khi bị hạ đường huyết đó, thì nó sẽ có những cái triệu chứng như thế nào, và mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân cái cách xử lý hạ đường huyết ha. Rồi trước khi mình cô nói tới cái bước mà phối hợp đường tim đó, là cái bước thứ tư đó, thì cô sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng insulin như thế nào ha. Là cái chỗ này nè, chỗ này nè là cái cách sử dụng insulin, mình sử dụng insulin như thế nào ha. Tức là cái insulin mà mình sử dụng với thuốc tim đó là mình sử dụng loại insulin nền nha mẹ ha. Cái insulin nền đó thì mẹ mà tính cái mình cho khởi đầu á là mình có thể cho một lần 10 đơn vị, hoặc là mình cho 0,1 tới 0,2 đơn vị cho 1 ký ha. Mình tính sao cũng được, tính trên kg cân nặng cũng được, hoặc là khởi đầu mình cho 10 đơn vị, xong rồi mình sẽ theo dõi đường huyết trước ăn đó, mình theo dõi đường huyết để mình điều chỉnh liều. Và khi mà điều chỉnh liều á, thì mấy em nhớ nè, nhớ cái mục tiêu, mà nhớ nhớ cái nguyên tắc chung đi, mấy em nhớ nguyên tắc chung hả, mỗi một lần tăng không có quá 5 đơn vị nha. Mấy em thấy nè, mỗi lần tăng 2 tới 4 đơn vị, mỗi tuần thay đổi liều 2 lần, trừ khi nào mà nó nằm trong cái giới hạn nguy hiểm thì mình phải chỉnh liều liền nha, thay đổi liều 2 lần nè nha, cho đến khi đường huyết trước ăn đạt một mục tiêu, đường huyết lúc đói đạt mục tiêu. Khi mà hạ đường huyết, khi hạ đường huyết trước trước khi mà giảm liều, nó phải tìm ra nguyên nhân hạ đường huyết. Thí dụ như có những trường hợp không phải thuốc bị quá liều, mà tại vì cái bữa ăn đó tiêm thuốc xong rồi không ăn ha. Thường ngày xong mình ăn xong rồi bữa nay mình bị lý do gì đó mà không ăn thì bị hạ đường huyết, thì khi mà do không ăn mà bị hạ đường huyết đó, thì mình khoan hãy điều chỉnh liều, mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân là tiêm thuốc là phải ăn ha, phải ăn. Còn nếu mà là mình, nếu mà không phải là do bệnh nhân bỏ ăn thì phải giảm liều nè. Đây là giảm, có thể giảm 4 đơn vị hay là giảm 10 tới 20% cái liều insulin đang sử dụng. Rồi cái trường hợp này ha, như nãy cô nói nè, mình là trên bệnh nhân á, đường huyết lúc đó làm xét nghiệm á, lúc nào nó cũng đạt được mục tiêu hết, nhưng mà HbA1c sau 3 tháng á, thì nó vẫn chưa đạt được cái mục tiêu điều trị ha. Đường huyết lúc nào thì nó cũng đạt được mục tiêu, nhưng mà HbA1c á, thì nó chưa đạt được mục tiêu điều trị. Hoặc là một cái tình huống khác nữa là do cái insulin nền nè, insulin nền là mình sử dụng cái liều nó hơn 0,5 đơn vị cho 1 ký rồi ha, mà vẫn cái HbA1c này nó vẫn chưa đạt được mục tiêu, hoặc là cái mà đường huyết lúc đó lúc nào nó cũng đạt được mục tiêu ha, thì mình sẽ thêm một cái mũi insulin nhanh trước bữa ăn nữa. Như nãy cô nói với mấy em á, nếu mà HbA1c nó cũng đạt được mục tiêu và đường huyết lúc đó nó cũng đạt được mục tiêu, thì mình không cần chú ý tới cái đường huyết sau ăn. Nhưng mà khi mà đường huyết lúc đó nó đạt được mục tiêu mà HbA1c nó chưa đạt được mục tiêu, thì có nghĩa là đường huyết sau ăn chưa đạt được mục tiêu, hoặc là cả hai là nó không đạt được mục tiêu hết, mà cái liều insulin nền đó nó đã hơn 0,5 đơn vị cho 1 ký à, thì mình sẽ thêm một cái mũi insulin nhanh nữa trước bữa ăn nhiều nhất. Cái loại insulin tác dụng nhanh đó mình có thể sử dụng là một lần là 4 đơn vị, hoặc là mình tính cái liều trên kg cân nặng là 0,1 đơn vị cho 1 ký, hoặc là tính là 10% insulin nền. Và nếu mà HbA1c nhỏ hơn 8% đó, thì phải cân nhắc giảm insulin là tương đương ha. Này cô thí dụ nè ha, thí dụ như một bệnh nhân đái tháo đường, em đặt ra cái mục tiêu kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân này á, HbA1c là 7%, đường huyết lúc đó là
80 cho tới 130 mg trên đề/dL. Hiện tại bệnh nhân đang sử dụng cái chế độ insulin nền nè, là insulin lạc sin 20 đơn vị tiêm trước trước khi đi ngủ. Trước khi đi ngủ thì mấy em xét nghiệm thấy HbA1c đó là 7,5%. Đường huyết lúc đó thì mình làm lúc nào nó cũng nằm ở trong cái khoảng từ 80 cho tới 130 mg trên đề/dL. Vậy cái điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đường huyết sau ăn chưa đạt được mục tiêu đó. Thì giờ muốn kiểm soát cái đường huyết sau ăn này á thì mình phải làm sao? Phải thêm cái insulin bữa ăn vô. Và mình thêm á thì mình đây mình chỉ kiểm soát một bữa ăn thôi. Mình chọn cái bữa ăn nào ăn nhiều nhất á, ví dụ như bữa ăn sáng nhiều nhất thì mình sẽ cho vô, và cái cách cho vô cái insulin bữa ăn đó là cho 4 đơn vị hoặc là 0,1 đơn vị cho 1 ký. Thì đây trường hợp là mình cái insulin bữa ăn ở đây là insulin list roll nè, mình cho 4 đơn vị tiêm trước khi ăn sáng. Trước khi ăn sáng. Rồi mấy em nhớ nha, người ta nói là nếu mà HbA1c mà nó nhỏ hơn 8% thì mấy em nhìn đây là HbA1c của mình nhân chưa đạt được mục tiêu mà nó nhỏ hơn 8% thì cái giảm insulin nền tương đương. Vậy cái insulin nền này mình giảm nhiêu? Ai có bật mic lên trả lời cho cô coi. Giờ cái mình thêm một buổi nữa, nãy chia tiêm một buổi insulin lạc sinh đó, bây giờ vậy cái insulin lạc sinh là mình sử dụng 20 đơn vị hay là sử dụng bao nhiêu đơn vị hả? Theo kịp không em? Tức là từ một mũi nè, giờ mình tăng lên hai mũi, hai mũi này là mình thêm một cái mũi insulin cho cái bữa ăn sáng nè. Bệnh nhân này ăn sáng, thí dụ như ăn sáng nhiều nhất thì mình kiểm soát cái bữa ăn sáng này cho insulin tác dụng nhanh nè. Còn insulin lạc sinh thì mình cho liều nhiêu nè. Có bạn nào theo kịp bật mic trả lời cô coi, cái insulin lạc sinh này bao nhiêu? Mình đọc kỹ cái hướng dẫn người ta nói coi. Nếu mà HbA1c nhỏ hơn 8% thì insulin nền giảm tương đương cái insulin list đưa vô đó. Thì đây insulin lạc sinh mình sẽ cho 16 đơn vị, đây mình cho 4 đơn vị cho vô nè. Mà cái HbA1c này á, nó chưa đạt được mục tiêu mà nó nhỏ hơn 8% nè, thì mình cho vô 4 thì đây insulin nền mình cũng giảm tương đương là còn 16 nè. Còn nếu mà trường hợp HbA1c này á, bệnh nhân chưa đạt được mục tiêu mà HbA1c á, là 8% thì mấy em cho thêm 4 đơn vị này á, thì cái insulin lạc sinh vẫn giữ nguyên, không có mình không có giảm giảm liều ha. Thì mấy em nhìn thấy cái cách là cho insulin là phát triển là từ một mũi nè chuyển sang hai mũi nè, xong rồi cái mình sẽ theo dõi đường huyết sau ăn, theo dõi đường huyết sau ăn cái để mình điều chỉnh cái liều này tới khi mà tới cái liều ngay cái bữa ăn này tối đa rồi. Cái bữa ăn đường huyết sau ăn này kiểm soát được rồi mà HbA1c này nó vẫn chưa đạt được mục tiêu điều trị nữa thì mình tiếp tục kiểm soát bữa ăn tới nữa là thêm thêm một mũi nữa là ba mũi, cứ vậy. Cứ nếu mà xong rồi kiểm soát bữa ăn đó, nếu mà vẫn chưa đạt được mục tiêu HbA1c thì mình tiến tới kiểm soát tiếp bữa ăn nữa ha. Cái này là cái cách mà sử dụng insulin mà hai mũi mà là hai loại insulin ha. Còn ở đây một cái nữa hai mũi mà thay vì mình sử dụng là hai loại insulin đó, thì mình sử dụng cái loại insulin trộn sẵn chia ra làm hai lần. Thì cái này á, cái cách mà mình chọn cái liều insulin trộn sẵn á, là mình sẽ dựa vô cái liều insulin nền đó. Hồi nãy thí dụ như mình muốn mình sử dụng cái loại insulin nền mình tiêm một mũi là 20 đơn vị đó, bây giờ mình chuyển sang tiêm làm hai lần mà mình muốn chuyển sang cái loại insulin trộn sẵn nè, thì mình cũng lấy cái liều mà ta bắt đầu từ cái liều 20 mg đó là áp dụng cho cái insulin trộn sẵn mà chia làm hai lần. Chia làm hai lần thì mình có thể chia ra là 2 phần 3 buổi sáng, 1 phần 3 buổi chiều. Nếu mà 20 đơn vị đó, 2 phần 3 buổi sáng thì mình có thể cho là 13 đơn vị và buổi chiều là 7 đơn vị. Hoặc là nếu mà 1 phần 2 sáng, 1 phần 2 chiều thì 10 đơn vị buổi sáng, 10 đơn vị buổi chiều. À, rồi cái cách đó, cái cách mà chưa đạt được mục tiêu đó thì mình điều chỉnh liều nè. Còn hạ đường huyết thì trước khi mà chỉnh liều thì coi nguyên nhân hạ đường huyết để mà xong rồi mới điều chỉnh liều.
khi khi mà mình đã chuyển sang cái chế độ insulin bây giờ bolus, tức là bây giờ bolus tức là cái loại cái liều insulin nền với lại kiểm soát đủ 3 bữa ăn, thì như mấy cái loại thuốc kích thích tiết insulin mình ngưng đi, mình đưa vô cái chế độ insulin nó là thay thế insulin hoàn toàn rồi, những cái thuốc kích thích tiết insulin nó không có tác dụng nữa thì mình bỏ đi, mình bỏ mấy cái thuốc kích thích tiết insulin đi. Cái cách chỉnh liều insulin remix tức là loại insulin phối hợp đó em, tiêm 2 lần sáng chiều đó ha. Giờ cô hỏi nè, cái đường huyết trước bữa ăn sáng có phải là nó thể hiện cái hiệu quả của cái liều insulin buổi chiều không ha, hoặc là đường huyết trước bữa ăn chiều thì nó thể hiện hiệu quả của cái liều insulin buổi buổi sáng ha. Cho nên cái mình sẽ thử đường huyết trước bữa ăn sáng, sẽ điều chỉnh cái liều insulin cái mũi tiêm buổi chiều, và thử trước bữa ăn chiều sẽ điều chỉnh cái liều insulin bữa sáng ha. Thí dụ như trước bữa ăn sáng đường huyết nhỏ hơn 80 mg trên decilit, mà nhớ cái mục tiêu của mình là 80 cho tới 130 đó, là nhỏ hơn lắm thì cứ buổi chiều là phải giảm liều rồi. Còn nếu mà nó trước bữa ăn sáng, đường huyết trước bữa ăn sáng nó lớn hơn 130 nhưng mà tối đa là tới 200 thôi, thì cái liều insulin buổi chiều phải tăng lên nè, tức là nó trên nó mức mục tiêu rồi đó. Còn nếu mà đường huyết mà trên 200 nè thì liều insulin buổi chiều phải tăng lên nè, luôn luôn là tối đa là 5 đơn vị thôi ha, thay đổi liều tối đa năm, không có quá 5 đơn vị cho mỗi lần tăng giảm liều. Tương tự vậy buổi chiều cũng vậy ha, thử đường huyết trước bữa ăn sáng sẽ điều chỉnh cái liều insulin buổi chiều, trước bữa ăn chiều sẽ điều chỉnh cái liều insulin buổi sáng. Đây tóm lại cái chế độ sử dụng insulin nè, nãy giờ là nói lung tung vậy mà, nhưng mà tóm lại nè, có thể là cái chế độ chưa có sử dụng insulin ha, hoặc là nếu mình sử dụng cái insulin là bắt đầu sử dụng là insulin nền ha, insulin nền rồi, nếu mà HbA1c chưa đạt được mục tiêu điều trị và đường huyết lúc đó thì đạt được mục tiêu điều trị thì mình sử dụng insulin kiểm soát một cái bữa ăn, sử dụng insulin tác dụng nhanh đó, kiểm soát một cái bữa ăn lớn nhất là này là 2 mũi rồi nè, một mũi insulin nền nhưng mà một mũi insulin nhanh kiểm soát bữa ăn lớn nhất ha. Rồi cái này là 2 mũi phải không, mình còn có một cái cách 2 mũi nữa mà ít được khuyến cáo hơn là mình sử dụng loại insulin hỗn hợp nè, chia làm 2 mũi. Tại sao cái cách này ít được khuyến cáo hơn? Tại vì cái này mấy em tách ra 2 loại insulin á, thì mấy em muốn chỉnh cái nền thì mấy em chỉnh, muốn chỉnh cái insulin bữa ăn thì chỉnh đường huyết lúc đói hoặc là đường huyết sau ăn, mình chỉnh 2 cái liều riêng ra. Còn cái insulin hỗn hợp nè, khi mà mình chỉnh một liều một cái nó dính vừa vừa cái insulin kiểm soát đường huyết lúc sau ăn với lại với đường huyết lúc đói, chỉnh một cái là nó ảnh hưởng tới 2 cái. Nhưng mà cái này thì nó sẽ đơn giản, mấy em sử dụng có một cái bút tiêm mà dễ áp dụng, cái chế độ điều trị đơn giản. Còn 2 mũi mà 2 loại insulin 2 bút tiêm khác nhau là cái chế độ phức tạp, nhưng mà kiểm soát đường huyết nó mềm dẻo nó khác hơn. Và nếu mà chưa đạt được mục tiêu HbA1c nữa, tiếp tục kiểm soát một bữa ăn nữa ha, là 1 mũi nền 2 mũi insulin nhanh, rồi cứ vậy tiếp tục thêm bữa, không được nữa thì thêm 1 bữa ăn nữa ha. Thì mấy em ha thấy ha, là cái chế độ tiêm tiêm càng nhiều nhiều mũi thì cái mức độ kiểm soát đường huyết nó càng linh hoạt, tức là nó mềm dẻo sát với cái lượng đường đường huyết trong cơ thể. Nhưng mà càng nhiều mũi thì cái chế độ điều trị nó càng phức tạp, khó áp dụng. Có những người, nhất là những mấy người già đó, cái chế độ điều trị phức tạp quá, người ta khó áp dụng. Sử dụng insulin tích cực tức là tiêm insulin dưới da nhiều nhiều lần đó ha, hoặc là truyền liên tục dưới da đó ha, thì không cách sử dụng insulin tích cực này là kiểm soát đường huyết chặt lắm, cho nên những người mà có nguy cơ hạ đường huyết á thì mình không có áp dụng cho những người này. Ví dụ như những người già nè,
những người mà không có máy thử đường huyết nè, những người bị rối loạn tâm thần nè, những người mà có nhiều bệnh mắc kèm nè, những người mà có biến chứng nặng rồi đó, thì những người này không có kiểm soát, người ta duy trì HbA1c ở cái mức cao đó, mình không cần, mình không có chọn cái chế độ insulin tích cực này. Đây một cái hình này nữa để cho mấy em nhìn cái cách mà người ta phát triển những cái mũi tiêm nè, có thể là chưa sử dụng thuốc, xong rồi cái bước sử dụng thuốc mà là thuốc uống này, và nếu mà có sử dụng insulin, có sử dụng insulin thì là insulin nền. Em nhớ ha, là khi mà sử dụng chưa có insulin á, thuốc uống mà coi chưa có insulin, khi bắt đầu là insulin nền thôi chứ không thể nào là insulin bữa ăn ha. Rồi nếu mà đường huyết, nếu mà đường huyết lúc đó đạt được mục tiêu mà HbA1c chưa đạt được mục tiêu thì mình sẽ thêm một mũi insulin nhanh để kiểm soát một bữa ăn mà nhiều nhất này là hai mũi ha. Hoặc là mình có thể chuyển sang cái hai mũi này là insulin phối hợp, sử dụng hai mũi. Nếu mà HbA1c chưa đạt được mục tiêu nữa, mình tiếp tục kiểm soát thêm một bữa ăn nữa thì đây tức là ba mũi, một mũi nền với là hai mũi insulin bữa ăn ha. Cái này là ba mũi, và ở cái ba mũi này mình có thể sử dụng insulin hỗn hợp cho ba bữa ăn cũng được. Rồi cái insulin nền cộng với 3 mũi insulin nhanh cho bữa ăn, cái này gọi là cái chế độ insulin Basal Bolus, tức là mình thay thế hoàn toàn rồi. Khi mà tới đây rồi là mình nên ngưng mấy cái thuốc mà kích thích tiết insulin lên, mình thay thế insulin hoàn toàn rồi. Giờ cô hướng dẫn mấy em cái bước mà phối hợp thuốc đường tiêm ha, phối hợp thuốc đường tiêm nè. Nếu mà cái ở tức là ở bước 3 thuốc rồi chuyển tới cái bước thứ tư đó, là nếu mà 3 thuốc uống thì chuyển một thuốc uống sang một thuốc tiêm ha, chuyển một thuốc uống sang một thuốc tiêm. Thuốc tiêm đó thì thuốc tiêm trên đây chỉ có hai cái thôi, của hướng dẫn ADA thuốc tiêm thì chỉ có insulin với lại độc vận với GLP-1 thôi. Thì cái thuốc tiêm đó thì em có thể sử dụng là insulin nền. Chưa có insulin trong đây thì cái insulin này phải là insulin nền chứ không thể là insulin bữa ăn được ha, hoặc là đồng vận với GLP-1. Còn nếu mà ở cái bước 2 thuốc uống rồi đó, cộng với cái đồng vận GLP-1 này là 3 thuốc nè, mà 2 thuốc uống với 1 thuốc tiêm. Cái đồng vận với GLP-1 này là kiểm soát đường huyết sau ăn, cho nên cái thuốc thêm là chỉ là insulin, là phải là insulin nền thôi. Còn nếu mà 2 thuốc uống cộng với một cái insulin là một thuốc tiêm là insulin nền, thì mình phải cho cái thuốc tiêm nào mà để kiểm soát đường huyết sau ăn, thì cái thuốc tiêm mà để kiểm soát đường huyết sau ăn đó, thì có thể là đồng vận với GLP-1 hoặc là insulin bữa ăn đây. Giờ để trở lại cái hình này để cho mấy em nè, cái bước cô nãy cô nói bước 3 thuốc nào, giờ chuyển sang cái bước trị liệu đường tiêm nè. Bây giờ cô mấy em bật mic trả lời cho cô ha, đặng cho mình vận dụng cái đầu mình lên trong nhớ ha. Ví dụ như ba thuốc ở đây là ba thuốc uống nè, metoclopramide là thuốc uống nè, nhóm siminidure là thuốc uống nè, TZD là thuốc uống nè, ba thuốc uống, đường huyết nó chưa kiểm soát được nữa thì mình sẽ tiến tới là trị liệu phối hợp thuốc đường tiêm. Vậy thì cái này mình, trong trường hợp này mình sẽ làm gì? Bỏ một cái thuốc uống thay bằng một thuốc tiêm. Ví dụ như metoclopramide, siminidure, TZD thì giờ bỏ cái TZD ra. Muốn bỏ thuốc nào cũng được nhưng mà không có bỏ metoclopramide ha. Metoclopramide muốn bỏ phải có lý do bỏ. Độ lọc cầu thận không cho phép, hay là bệnh nhân có suy tim hay là gì đó, có vì bỏ phải có lý do ha. Còn nếu mà đây thì mình sẽ bỏ một cái TZD đi và thêm cái thuốc tiêm. Bật mic trả lời cô, có thêm thuốc tiêm thì cái mình có thể chọn cái thuốc tiêm nào? Bật mic lên trả lời cô luôn em. Hả? Thêm một thứ, nếu mà thêm thuốc tiêm thì có thể thêm thuốc tiêm nào? Thêm insulin nền hả cô? Ừ, thêm insulin nền hoặc là gì? Hoặc là đồng vận. Đồng vận với GLP-1 ha.
hoặc là thêm insulin nền hoặc là động vật. Mấy em nhớ nha, khi mà thêm insulin mà chưa có insulin sẵn ở trong đó không bao giờ thêm insulin bữa ăn được nha. Mấy em thấy cái mà cách mà nào hồi nãy giờ cô hướng dẫn mà cái cách mà mình có sử dụng insulin bữa ăn là phải có insulin nền trong đó rồi mình mới sử dụng phối hợp với insulin bữa ăn ha. Rồi cái này ha, rồi bây giờ ví dụ như là hai thuốc uống với một thuốc tiêm, bây giờ cách mình phối hợp thêm một thuốc tiêm nữa là gì ha? Cô thí dụ như cái thuốc uống thứ nhất là metformin, cái thuốc uống thứ hai là nhóm sulfonylurea, và cái là hai thuốc uống với một thuốc tiêm là đồng vận với gen là P1. Vậy giờ tới tiến tới cái bước này á, là mình phối hợp thêm thuốc tiêm nữa thì mình sẽ cho thuốc là loại gì? Insulin nè. Insulin nền. Đúng rồi, loại insulin nền thôi. Còn nếu mà ở đây nè, hai thuốc uống nè, metformin là thuốc uống với lại TZD là thuốc uống, hai thuốc uống và mình đã có sử dụng insulin nền rồi thì mình thêm một cái loại thuốc tiêm nữa là gì? Insulin bữa ăn. Insulin Insulin bữa bữa ăn ăn hoặc hoặc là gì? là Hoặc là đồng GLP-1. vận của gen là P1. GLP-1. Ừ, đúng rồi, chủ vận cụ thể là gen là P1 nè, thì cô gọi là đồng vận với gen là P1 đó. À, em nắm được những cái bước này chưa? À, rồi không phải lúc luôn lúc nào cũng vậy ha. Ví dụ như mới vô trường hợp bệnh nhân có đường huyết tăng thiệt là cao, là HB1C là 10%, đường huyết từ 300 mg trên đề xịt trở lên, thì mình có thể áp dụng liền cái bước này. À, hoặc còn trên lâm sàng mấy em thấy ở mức đường huyết này á, người ta có thể sử dụng insulin ngắn hạn đó. Ta sử dụng insulin xong rồi sử dụng insulin đó, thì khi mà không có thuốc uống á, sử dụng insulin không á, mà không có thuốc uống á, thì phải cái loại insulin là insulin phối hợp, còn nếu mà có thuốc uống nữa thì mới có là insulin nền không em. Còn nếu mà sử dụng insulin không á, có những trường hợp người ta sử dụng insulin ngắn hạn á, thì người ta sẽ chọn cái loại insulin phối hợp, nó có hai thành phần ở trong đó. Còn nếu mà insulin có thuốc uống nữa thì mình sẽ là insulin nền. Nè, ở cái mức đường huyết này mình có thể áp dụng ngay cái bước này ha. Giờ mà em hiểu những cái bước cơ bản, những cái bước của hướng dẫn của ADA 2017 phải không? Bây giờ tới ADA 2019 thì trên cơ sở là nó cũng giống như vậy, nhưng mà cái metformin này cũng là cái thuốc được khuyến cáo hàng đầu. Giờ cô sẽ vô cho chỗ mà phối hợp thuốc thứ hai nè, phối hợp thứ hai này của ADA 2019 đó, thì sẽ vô chi tiết hơn. À, ADA 2019 ha, cái bước đầu cũng là metformin, cái chỗ này là cái phối hợp hai thuốc nè, để lựa chọn hai thứ thuốc, thì trong đây hướng dẫn nó sẽ vô chi tiết hơn, sẽ chia làm hai cái nhóm bệnh nhân để mình lựa chọn thuốc. Một cái nhóm bệnh nhân là có bệnh tim mạch do xơ vữa hoặc là có bệnh thận mạng, và cái nhóm còn lại là chưa có bệnh tim mạch do xơ vữa hoặc là chưa có bệnh thận mạng, chia làm hai nhóm. À, giờ tới cái nhóm mà giờ cô nói bắt đầu cái nhóm mà có bệnh tim mạch do xơ vữa hoặc là có bệnh thận mạng ha, thì đây em vô cái nhánh này nè. À, có bệnh tim mạch do xơ vữa hoặc là có bệnh thận mạng, thì nếu mà ở cái nhóm bệnh nhân mà có bệnh tim mạch do xơ vữa chiếm ưu thế đó, thì mấy em sẽ ưu tiên lựa chọn cái nhóm đồng vận với gen là P1. Tại vì cái nhóm này á, năm 2018 á, có cái thử nghiệm lâm sàng là chứng minh là cái nhóm này á, có lợi ích trên những cái bệnh lý tim mạch rồi. À, mình ưu tiên lựa chọn cái nhóm đồng vận với gen là P1 nè. Hoặc là nếu mà vì lý do nào đó mình không sử dụng cái nhóm thuốc này á, thì cái nhóm thuốc ưu tiên thứ hai được lựa chọn là nhóm ức chế tái hấp thu Leuco ở ống thận gần nè, ức chế cái HCNLT2 nè. Ha, bệnh tim mạch do xơ vữa thì cái này mình sẽ chọn ưu tiên cái đồng vận với gen là P1. Nếu mà không được thì tới ưu tiên sẽ chọn cái này. Và khi mà sử dụng cái nhóm thuốc ức chế HCNLT2 ha, thì mình chú ý cái độ lọc cầu thận nha. Những cái thuốc này nó sẽ có giới hạn cái độ lọc cầu thận, nó có những thuốc cái độ lọc cầu thận dưới 45 ml trên phút thì không sử dụng được. Thì
Những cái ở đây cô, ở đây cô chỉ yêu cầu mấy em nhớ cái nhóm thuốc này thôi, không mấy em khỏi cần để cái thuốc tên thuốc này thôi đó, nhưng mà mấy em khỏi cần nhớ, tại vì những cái thuốc này là người ta sử dụng trong mấy cái thử nghiệm lâm sàng đó. Ví dụ như cái nhóm mà đồng bận với gen là P1 thì mình sẽ ưu tiên là những nhóm mà nó có cái bằng chứng mạnh nè, liraglutid nè, tới semaglutid nè, esenlatic dạng phóng thích kéo dài nè. À, mấy em khỏi cần nhớ mấy cái này, mai mốt điều trị đi rồi thì mình sẽ nhớ. Giờ mấy em chỉ nhớ, cô chỉ yêu cầu mấy em nhớ cái nhóm thuốc cô, cho cô thôi. À, yêu cầu nhớ cái nhóm thuốc thôi. Còn nếu mà những cái bệnh nhân mà có suy tim chiếm ưu thế, hoặc là bệnh thận mạng chiếm ưu thế, suy tim hoặc là bệnh thận mạng chiếm ưu thế thì ngược lại. Ngược lại là cái nhóm mà ức chế SGLT2 là mình sẽ ưu tiên lựa chọn hơn. Nếu mà nếu mà vì lý do nào đó giới hạn độ lọc cầu thận hay là gì đó không chọn được thì thay thế là cái đồng vận với gen là P1, nó ngược lại. Và đây những cái thuốc này á là những cái thuốc mà nó là người ta sử dụng trong cái thử nghiệm lâm sàng nè. Những cái lợi ích trên tim mạch này nó được đưa ra từ cái thử nghiệm lâm sàng, nó có nhiều cái thử nghiệm lâm sàng mà nó cho ra kết quả kết luận giống nhau đó, cho nên đây là những cái bằng chứng rất là mạnh để khuyến cáo sự chỉ định cho những cái bệnh nhân bị bệnh tim mạch, đái tháo đường mà có bệnh tim mạch do xơ vữa hoặc là bệnh thận mạng. Cũng đi theo cái nhánh này nữa, tiếp tục cái nhánh này, nếu mà mình sử dụng ức chế đồng vận với gen là P1 mà nó không đạt được mục tiêu đó, thì mình tiến tới phối hợp là ức chế SGLT2 hoặc ngược lại, mình đồng vận với gen là P1 mà nó không đạt được mục tiêu thì phối hợp cái thuốc mà nó có lợi ích trên tim mạch, nó là ức chế SGLT2. Và nếu mà nó vẫn không đạt được mục tiêu nữa, nó không 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 đạt được mục tiêu nữa thì mình sẽ phối hợp thêm cái nhóm thuốc nữa là ức chế D4. Mà mấy em nhớ nha, cái ức chế D4 này á, nếu mà ở phía bên trên nè mình sử dụng đồng vận với gen là B1 thì kế này là không không được phối hợp ức chế D4 nha, mà mình sẽ phải chữ chọn insulin nền nè, hoặc là nhóm TZD nè, hoặc là nhóm subunit nè. Còn nếu mà trên đây á, cái bước bên phía bên trên đây á, mình sử dụng cái SGLT2 á, thì mình mới được phối hợp với ức chế D4. Đây là những cái loại insulin nền mà nó qua thử nghiệm lâm sàng chứng minh là nó an toàn trên tim mạch nè. Mấy cái loại insulin này đã chứng minh an toàn trên tim mạch. Rồi cái TZD này, ra cái thuốc TZD này á, nó ít có nghiên cứu trên tim mạch. Còn nhóm subunit thì ưu tiên là lựa chọn nhóm là thế hệ thứ hai á. Tức là cái hướng dẫn này á là metformin phối hợp những cái thuốc mà nó có những cái chứng cứ ưu tiên những cái thuốc đó, rồi cuối cùng mà không đạt được mục tiêu thì cuối cùng mình vẫn phối hợp với những cái thuốc còn lại, nhưng mà mình chọn những cái thuốc mà nó ít có ảnh hưởng tới tim mạch nhất. Ở trên cái nhóm mà bệnh suy tim hoặc là bệnh thận mạng chiếm ưu thế cũng vậy ha, cũng vậy ha. Và trong trường hợp này á, nếu mà nó không có đạt được mục tiêu HbA1c á, thì cái khi mà mình chọn, nếu ở phía trên mình chọn ức chế SGLT2 đó thì mình có thể phối hợp với cái nhóm thuốc, cái thuốc thứ ba là ức chế D4. Ức chế D4 nào cũng được, nhưng mà đừng có sử dụng cái sasaleptin, tại vì cái sasaleptin này á, nó đã qua thử nghiệm chứng minh là nó có nguy cơ, bệnh nhân sử dụng có nguy cơ bị suy tim á, nó có ảnh hưởng tới tới suy tim á. Đó thì những em thấy những cái bước mà tiến tới cái này, em qua cái hướng dẫn của ADA 2017 rồi thì hướng dẫn này mấy em sẽ thấy dễ hiểu hơn á. Theo kịp không nào? Tức là mình sẽ ưu tiên lựa chọn những cái thuốc đó, nhưng mà cuối cùng không được rồi thì mình vẫn phải chọn mà cái thuốc mà
nó khác khác thôi, chứ không thể nào mà không đạt được mục tiêu. Tìm những cái thuốc mà nó không phù hợp đó thì mình sẽ chọn sau cùng, mà lựa những cái thuốc ít ảnh hưởng nhất. Rồi đây nè, các cái nhóm mà chưa có bệnh tim mạch do sơ vữa hoặc là không có bệnh thận mạng đó, thì mình chia ra làm ba nhóm lớn. Nhóm mà cái nguy cơ hạ đường huyết nhiều, cái nhóm mà béo phì nè, cái nhóm mà họ không có tiền, nghèo không có tiền, thì mình chọn chi phí là vấn đề lớn, là những cái bệnh nhân không có tiền đó, thì mình sẽ chọn thuốc rẻ tiền. À, ví dụ như những cái bệnh nhân mà cái nguy cơ hạ đường huyết lớn đó, thì mấy em chọn những cái thuốc mà nó không có tác dụng phụ hạ đường huyết nè, là ức chế D4 nè, đồng vận với sen là B1 nè, ức chế CN là T2 nè, là TZD nè, những cái thuốc này không có tác dụng phụ hạ đường huyết. Metformin là phối hợp thuốc thứ hai là mấy thuốc này nè. Rồi nếu không được nữa thì thuốc thứ ba là mình cũng chọn ở trong cái thuốc này, nhưng mà mấy em nhớ hai cái ức chế D4 và đồng vận với sen là B1 thì không được, phối hợp chung ha. Đó thì mình cứ vậy. Nếu mà rốt cuộc mình sử dụng hết trong những cái thuốc mà không có tác dụng phụ hạ đường huyết nè, không được rồi, thì mình vẫn phải phối hợp với những cái thuốc mà nó bị hạ đường, nó có tác dụng phụ hạ đường huyết thôi. Ví dụ như vẫn phối hợp với nhóm sulfonylurea, nhưng mình phối hợp với nhóm sulfonylurea thì mình chọn cái thuốc ở thế hệ thứ hai đó, nguy cơ hạ đường huyết thấp, hoặc là chọn với insulin thì là insulin nền. Rồi nếu mà cái insulin gì mà cái nguy cơ hạ đường huyết thấp nữa, bật mic trả lời câu ai, cái insulin gì mà cái nguy cơ hạ đường huyết thấp hả mấy em? Insulin analog. Đúng rồi, insulin analog ha. Tức là mình sẽ ưu tiên lựa chọn những cái thuốc mà nó không có nguy cơ hạ đường huyết hết đây trong phối hợp hết rồi đó, không được thì cuối cùng vẫn phải chọn những cái thuốc mà nó có tác dụng phụ hạ đường huyết, nhưng mà mình sẽ chọn cái nào mà nó nguy cơ nó thấp. Còn những cái bệnh nhân cần tăng cân nè, thì cái thuốc mà nó có tác dụng phụ nó có tác dụng mà giảm cân nè, là ức chế đồng vận với gen là B1, ức chế SGN là T2 nè, hai cái thuốc này nó giảm cân, hai thuốc này nó có tác dụng giảm cân nè. Rồi nếu mà không đạt được mục tiêu HbA1c nữa, nếu mà đây đồng vận với gen là B1 thì phối hợp SGN là T2. Nếu mà không đạt được mục tiêu nữa thì mình sẽ phối hợp với cái thuốc gì cũng được, nhưng mà đây đồng vận với gen là B1 rồi thì đừng phối hợp với ức chế D4. Ha, tức là mình sẽ chọn ưu tiên chọn những cái thuốc mà béo phì nè, chọn những cái thuốc mà giảm cân trước, xong rồi sẽ phối hợp với những cái thuốc mà không có tác dụng phụ làm tăng cân. Nếu mà vẫn không đạt được mục tiêu nữa thì mình sẽ phối hợp với những cái thuốc mà nó làm tăng cân. Làm tăng cân thì mình chọn những cái thuốc mà làm tăng cân ít nhất. Ví dụ như nhóm sulfonylurea nè, thì là ở thế hệ thứ hai nó cũng làm tăng cân, nhưng mà nó ít hơn. Hoặc là với insulin nè, cái insulin analog nó cũng làm tăng cân ít hơn là cái insulin insulin người á. Rồi bệnh nhân là chi phí là vấn đề lớn à. Chi phí là vấn đề lớn thì mình chọn cái thuốc nào rẻ tiền nhất. Ha, thì metformin là cái thuốc nhất rồi ha, thuốc là sulfonylurea là thuốc rẻ tiền nhất nè, TZD là thuốc rẻ tiền nhất nè. Nhưng mà ở đây nó rẻ tiền thì người ta nói là cái TZD nè với lại ức chế D4 nè, tùy theo quốc gia, có tùy theo từng vùng, có những vùng thì cái ức chế D4 này nó rẻ tiền hơn TZD, nhưng mà ở Việt Nam mình nghe cái TZD này nó rẻ tiền hơn ức chế D4 nè. Đó thì cái cách mà hướng dẫn cái những từng bước phối hợp nó giống vậy đó. Ví dụ như giờ chi phí là vấn đề lớn nè, giờ nếu mà điều trị đối với bệnh nhân là tới cái bước mà phải sử dụng insulin nè, thì mấy em chọn cái insulin gì để cho nó rẻ. Chọn insulin gì cho rẻ tiền. Ví dụ như insulin nền mà có chi phí thấp nhất là insulin NPH, là cái loại insulin của người đó, hoặc là len insulin đó, nói chung là insulin của người á, hoặc là insulin của bò, của heo á, thì nó rẻ tiền. Insulin analog nó sẽ mắc tiền ha. Cái insulin phối hợp cũng vậy nữa, và insulin của người hoặc insulin của bò heo thì giờ ít xài lắm, ta xài cái insulin người hoặc insulin analog đó.
thì mấy em thấy nhìn cái cách mà người ta tiếp cận sử dụng thuốc thì giống vậy đó. Em theo kịp không ha? Theo kịp không? Trả lời cô coi, em theo kịp không? Nó phức tạp ha. Cái bữa ăn lớn nhất là tùy theo bệnh nhân thôi. Tùy này cô thí dụ là thường á, tại vì ta có thói quen á là ăn sáng nó nhiều hơn. Còn có những bệnh nhân á, người ta nói là ta ăn sáng ít, mình ta ăn buổi trưa nó nhiều, thì mình tiêm mình kiểm soát bữa ăn trưa. Mình hỏi bệnh nhân. Bệnh tim mạch do xơ vữa, cái metformin đó chị nào suy tim á, mấy không an toàn. Suy tim á. Nghe coi, thí dụ như bệnh suy tim mà bệnh nhân nó nghèo rồi, cái trị liệu đầu tiên mình vẫn dùng mấy cái thuốc nhà giàu kia không, chứ mình không có dùng metformin thôi không? Tại vì cái metformin cũng rẻ tiền mà em nói gì, cái câu hỏi này là hay nè. Thí dụ như trong ba cái này phải không, cái thuốc mắc nhất là động vật với trên là B1 đó. Thí dụ như ba cái vấn đề này mà bệnh nhân có hết một lượt ba cái này thì cái ưu tiên là chọn là cần phải giảm thiểu hạ đường huyết nè. Cái chi phí là mình chọn sau cùng đó. Nếu mà có ba vấn đề này ưu tiên chọn cái mấy cái thuốc giảm thiểu hạ đường huyết nè, tới giảm cân nè, tới chi phí, nếu mà có ba cái. Cái chi phí là cái xét sau cùng chủ ba cái nhóm này. Ha, rồi giờ cứ qua cái hướng dẫn này nè, mấy em nhìn thấy nó đơn giản lắm. Ha, cái bước qua nè, cũng là có thể chưa sử dụng thuốc, hoặc là nếu mà sử dụng là sử dụng đơn trị liệu. Ha, trong vòng 3 tháng không đạt được mục tiêu thì metformin phối hợp với mấy cái thuốc khác, thuốc viên đó, thì nó cũng giống vậy nè. Rồi tới mà nếu mà không hai thuốc không được nó thì metformin phối hợp với hai cái nhóm thuốc khác. Rồi, hoặc là tới cái bước thứ ba là cái thuốc viên cộng với cái phối hợp đường tim hả, nó cũng giống như vậy, nhưng mà cái thành phần thuốc đó, nó khác. Ở cái hướng dẫn của ADA đó thì nó không có nhóm clinic nè, nó không có nhóm ức chế alpha glucosida nè. Tại vì trong hướng dẫn của ADA đó, hiệp hội đái tháo đường của Mỹ, tôi thấy trong cái bản nó giải thích đó, là cái clinic nè nó tác dụng giống như là nhóm suminidure, nó cái hiệu quả làm giảm HbA1c thì nó thấp hơn nhóm suminidure, nhưng mà cái thuốc này mắc tiền. Còn cái ức chế enzyme alpha glucosida thì chắc là có của cái người mà nước ngoài đó, ở cái người Mỹ đó, người ta bị tác dụng phụ trên đường tiêu hóa nhiều, cho nên người ta đưa người ta không có sử dụng cái nhóm thuốc này, không có cái nhóm mà không có cái nhóm này không có đưa vô cái khuyến cáo sử dụng, tại vì nó có nhiều tác dụng phụ. Nói chung chắc là tôi nghĩ là cái có thể là cái người này á, những cái người ở Mỹ á, người ta bị cái tác dụng phụ trên đường tiêu hóa của nhóm thuốc này nhiều, cho nên ta không có khuyến cáo sử dụng thuốc này. Trong cô còn chọn cái A của ADA để hướng dẫn cho mấy em, tại vì của Bộ Y tế hay là của Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam thì theo hướng dẫn, đa số là theo hướng dẫn của những cái bước của ADA đó. Cho nên khi mà theo cái phần hướng dẫn của ADA vô chi tiết thì mấy em áp dụng cái hướng dẫn của Bộ Y tế dễ lắm. Nè, cái những cái yếu tố lựa chọn cần xem xét những cái đấy nè, nhất là hiệu quả làm giảm HbA1c nè, nguy cơ hạ đường huyết nè, những cái thuốc có ảnh hưởng tới cân nặng nè, tác dụng phụ là gì, giá thuốc nè, đó, người ta cái tiêu chuẩn mà lựa chọn thuốc nó cũng dựa lên những cái yếu tố đó vậy đó. À, những cái hướng dẫn này mình nói là những cái hiệp hội khác nhau, nhưng mà thật ra nó nhìn về mặt cơ bản nó giống nhau. Rồi nè, để tóm lại cho mấy em nè,
cái hiệu quả làm giảm HbA1c ha. À, insulin là giảm HbA1c nhiều nhất, không giới hạn, và tới nhóm supininure. À, nhóm supininure với lại metformin là bằng nhau đó, nó làm giảm HbA1c, một thuốc đó, nó có thể giảm tới 1,5%. Supininure với lại metformin thì giảm HbA1c bằng nhau, và tới nhóm clinic rồi tất cả những cái thuốc lại hiệu quả nó tương đương nhau. À, tóm lại những cái yếu tố mà lựa chọn nè, nếu mình vừa lựa cho dựa vô cái hiệu quả giảm HbA1c thì insulin mạnh nhất, giảm nhà mạnh nhất, rồi tới hai nhóm còn lại là supininure với lại metformin bằng nhau, rồi tới nhóm clinic tất cả những thuốc còn lại hiệu quả như nhau. Nguy cơ hạ đường huyết, insulin hạ đường huyết nặng nhất, và tới nhóm supininure, tới nhóm clinic còn lại là không có tác dụng phụ hạ đường huyết. Tăng cân thì insulin, supininure với lại TZD là tăng cân nhiều, còn clinic thì nó cũng tương tự như nhóm supininure mà nó tăng cân ít ha. Ba cái thuốc mà làm tăng cân nhiều là insulin, nhóm supininure, TZD. Còn giảm cân thì có đồng vận với gen là B1, với lại ức chế HCN là T2, với ức chế enzyme alpha leucosida. Mà trong cái của ADA thì không có cái nhóm ức chế enzyme alpha leucosida. Tăng cân, không tăng cân thì có ức chế D4 như là metformin, không tăng cân. À, còn cái huyết áp này thôi, cái tới khi mà thi cô cũng không hỏi cái phần huyết áp này đâu. Cái huyết áp này thì cô để cho mấy em đầy đủ, cho mấy em tham khảo vậy thôi, chứ còn cái phần này là để mấy em học về hướng dẫn điều trị tăng huyết áp đó. Thì để trong đây cái bài về hướng dẫn ba cái vấn đề cần phải kiểm soát trong bệnh đái tháo đường thì cô để cho mấy em tham khảo vậy thôi, chứ cái này theo cái tiết học của này là nó, nếu mà nó thêm cái phần này nữa nó quá nhiều. À, ờ, cái này mấy em sửa lại trong bài cô á, là cái mục tiêu mà kiểm soát huyết áp của bệnh nhân đái tháo đường theo ADA 2019 đó ha, thì mấy em nhớ là cái mục tiêu huyết áp là nhỏ hơn 130/80 mm thủy ngân nè, áp dụng cho những cái bệnh nhân mà có nguy cơ tim mạch, bệnh tim mạch cao nè, thì dựa vô cái bệnh tim mạch sơ vữa đó, hoặc là có nguy cơ bệnh tim mạch do sơ vữa, nguy cơ 10 năm đó, lớn hơn 15% nha mấy em. Cô chuyển qua file PDF đó, sao tự nhiên nó mất tiêu số 1 và cô mới phát hiện thấy đó. Nhỏ hơn 15, lớn hơn 15%, và này là nhỏ hơn 15% chứ không phải 5%. Mấy em chạy cái phần đó giùm cô. Cái mấy cái phần mà kiểm soát huyết áp sử dụng thuốc này, hoặc là kiểm soát rối loạn lipid máu trên mền này của cô với cô Khánh, nó sẽ sử dụng những cái khuyến cáo nó giống nhau đó, cho nên em khi mà để học cái bài của cô Khánh đi thì phần đó thì nó sẽ vô chi tiết hơn. Trong bài này chủ yếu là nói về cái sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường thôi, để kiểm soát đường huyết thôi. Mấy em còn gì nữa không? Hỏi gì không? Không an toàn cái metformin á, khi mà suy tim nặng á nó mới ảnh hưởng. Tại vì trong suy tim nặng á, là nó thiếu oxy của mô đó, thì nó những cái chuyển hóa ở tế bào theo con đường yếm khí á, nó sẽ có nguy cơ nhiễm toan xích lactic á, suy tim nặng mới không sử dụng được metformin. Không, cái metformin là thuốc rẻ tiền mà. Hồi nãy là cô hướng dẫn là cái metformin đó, cái bước đầu là nó giống nhau. Từ của ADA 2017 2019 giống nhau, nó chỉ khác nhau ở cái chỗ mà bắt đầu phối hợp hai thuốc đó. Hai thuốc đó thì nó mới vô chi tiết, chứ còn metformin vẫn là cái thuốc được khuyến cáo hàng đầu trong của ADA 2019 nha mấy em.
tại nãy cô không có bắt đầu vô chỗ metformin, là tại vì cái metformin nó là nó giống nhau, UDA 2017 với 2019 là giống nhau, metformin vẫn là cái thuốc được khuyến cáo hàng đầu, rồi cô hướng dẫn là cái bước mà lựa chọn hai thuốc thôi, chứ không phải là không phải là không có cái metformin. Mẹ hiểu không? Ông không chống chỉ định hả? Coi lại cái là coi cái bài học cũ đó, chống chỉ định sử dụng metformin đó, một là suy tim nặng ha, những cái bệnh nhân mà thiếu oxy của mô, ví dụ như là suy tim nè, suy hô hấp nè, suy gan, suy thận nè, bệnh nhân nghiện rượu nè, đó những cái bệnh nhân đó chống chỉ định sử dụng metformin. Bệnh nhân suy thận mà cái độ lọc cầu thận cho giới hạn đó, em thấy cái độ lọc cầu thận mà nó dưới 30 ml trên phút đó thì không có khuyến cáo sử dụng đó. Rồi mấy em còn thắc mắc gì nữa không? Rồi vậy chúng ta nghỉ nha. Rồi chào mấy em.